Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 97. Nếu thật bị nguyên thần phong vân thần khuyển phong âm Dương cắn trúng, Dương Bách Xuyên biết mạng nhỏ của mình sẽ lập tức lìa đời, khí tức thần hồn cường đại không tầm thường, đây chính là uy lực nguyên thần cấp bậc địa tiên tam chuyển, hắn vốn chẳng có năng lực phản kích. Giờ phút này toàn thân Dương Bách Xuyên bị uy áp cực lớn của phong âm Dương áp chế không thở nổi, dù chỉ là động một chút cũng không cách nào nhúc nhích được, chỉ có thể trơ mắt nhìn phong vân thần khuyển há miệng cắn xuống. Xong rồi. Trong lòng Dương Bách Xuyên chua xót, mắt mũi nhắm chặt, một bộ nằm chờ nguyên thần của phong âm Dương cắn xuống. Ầm. Ầm ầm. Xẹt xẹt. Đúng lúc này, từng tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên. Dương Bách Xuyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn, phía trên chân trời, một đạo lôi điện tráng kiện trực tiếp đánh xuống, hung hăng bổ vào trên người nguyên thần phong vân thần khuyển phong âm Dương. Ầm. Gầm gừ. Không, lão phu không cam lòng. A. À. Sau khi lôi điện dài hơn 10 trượng bổ vào trên người nguyên thần của phong âm Dương nổi giận gầm lên âm thanh vô tận không cam lòng, cuối cùng đã hoàn toàn dừng lại. Bởi vì Dương Bách Xuyên tận mắt nhìn thấy lão bất tử phong âm Dương bị đạo lôi đình đánh thành cho. Ngay lập tức tan thành khói mây. Ha, sau lưng Dương Bách Xuyên tuốt ra mồ hôi lạnh ướt đẫm, hắn đặt mông ngồi phịch xuống trên nền đất. Nguy hiểm thật. Suýt chút nữa thì hắn đã bị nguyên thần cường đại của phong âm Dương cắn nuốt. Nguyên thần của địa tiên tam chuyển quả nhiên không phải là thứ hắn bây giờ có thể tưởng tượng nổi. Cũng may có thiên uy hỗ trợ, ngay vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, lão bất tử bị sét đánh thành cho tàn, trở thành hồn phi phách tán. Sau khi hít thở một hồi, Dương Bách Xuyên nhìn thiên lôi đã biến mất trên bầu trời, hắn bỗng nhiên hiểu được, phong âm Dương phóng thích nguyên thần địa tiên tam chuyển. Bị pháp tắc thái hoang không dung thứ. Cái chết của phong âm Dương xem như là bị trời thu. Hai lão bất tử phong M Dương và nguyên thần huyễn đều có tu vi địa tiên tam chuyển, nhưng hai người bọn họ lại vì trên người hắn và độc thể ách nan trời sinh của Lục Yên Chi, mạnh mẽ sử dụng bí pháp áp chế tu vi, từ địa vực đại thừa kỳ trở lên tiến vào địa vực độ kiếp kỳ trở xuống. Điều này không được pháp tắc thái hoang cho phép. Chỉ có áp chế cảnh giới tu vi đến độ kiếp kỳ mới có thể hoạt động trong địa vực từ độ kiếp kỳ trở xuống. Nhưng mà sau khi phong M Dương bị hắn phá hủy thân thể, nguyên thần của lão ta lại là cảnh giới địa tiên tam chuyển hàng thật giá thật, bởi vì lão ta đã không còn vật dẫn là thân thể che trở nên đã hoàn toàn bại lộ dưới pháp tắc của Thái Hoang, cho nên cuối cùng đã bị lôi đình của Thái Hoang bổ thành cho tàn. Pháp tắc Thái Hoang sẽ không cho phép có tu sĩ độ kiếp siêu việt xuất hiện trong địa vực từ độ kiếp kỳ trở xuống, nguyên thần của phong M Dương và phong vân thần khuyển đều là cấp bậc địa tiên tam chuyển, lôi đình không đánh chết lão ta mới là lạ. Trong lòng Dương Bách Xuyên cực kỳ cảm kích pháp tắc Thái Hoang, nếu không có pháp tắc lực lượng xuất hiện, hiện tại hắn đã bị nguyên thần của lão bất tử phong M Dương này xử lý từ lâu rồi. Nghĩ tới cảnh phong vân thần khuyển phát ra lực lượng uy áp cường đại ban nãy. Dương Bách Xuyên không nhịn được mà tim đập chân run. Cũng may có ông trời giúp đỡ, hiện tại cuối cùng hai lão bất tử đã bị tiêu diệt mất một chỉ còn lại một. Sau khi thở hổn hển, Dương Bách Xuyên hoàn hồn, vội vàng quay đầu nhìn về phía xa, nhưng hắn lại lập tức giật mình, hắn không hề phát hiện tung tích của Nguyên Thần Huyễn và Đả Tiên Thạch, ngay cả Điêu Nhi cũng không thấy đâu cả. Vừa rồi hắn chỉ mải chiến đấu với phong M Dương. Hoàn toàn không có thời gian để chú ý đến bọn họ, Nguyên Thần Huyễn và Đả Tiên Thạch, hắn chỉ nhớ là mình đã vứt Đả Tiên Thạch ra ngoài để đập Nguyên Thần Huyễn, cũng không biết Đả Tiên Thạch có thành công hay không, dù sao thì Đả Tiên Thạch cũng có linh tính, sẽ tự biết tấn công, không cần phải lo lắng. Nhưng lúc này lại không phát hiện ra tung tích của nó, Dương Bách Xuyên không khỏi có chút lo lắng. Điêu Nhi, Thạch Đầu. Sau một tiếng kêu to, từ trong sương mù truyền đến tiếng kêu của Điêu Nhi. Chít chít. Một lát sau Điêu Nhi chạy như bay đến, ngồi xổm trên bả vai của Dương Bách Xuyên kêu chít chít. Nói cho Dương Bách Xuyên rằng nó đã thành công rồi, lấy được quả hỏa linh hai hạt. Làm tốt lắm, nghe được Điêu Nhi đã thành công, Dương Bách Xuyên cười khen một câu, ngay sau đó hỏi Thạch Đầu đâu. Chít chít chít, Điêu Nhi chít chít giải thích, móng vuốt nhỏ chỉ về phía sương mù. Nói cho Dương Bách Xuyên biết rằng Đả Tiên Thạch đã đuổi theo Nguyên Thần Huyễn. Đúng lúc này một ánh sáng xanh ập tới. Chủ nhân.
là đá đả tiên thạch thanh đang bay trở về. Thạch đầu, nguyên thần huyễn đâu? Dương Bách Xuyên hỏi. Lão già chết tiệt đó quá xảo trá, bị ta đập cho một phát nhưng vẫn chưa chết, sau khi đứng dậy thì lập tức thi triển bí pháp gì đó hóa thành một luồng khí đỏ như máu rồi bỏ chạy, ta đuổi theo mấy dặm, nhưng không đuổi kịp nên đã quay trở về. Đả tiên thạch nói xong câu cuối cùng thì có chút ngượng ngùng. Nhưng mà Dương Bách Xuyên cũng biết rằng dù lão bất tử nguyên thần huyễn kia có bị thương thì muốn giết chết lão ta cũng chẳng dễ dàng gì cho cam, có thể bị thạch đầu đập trúng một phát, cũng coi như là đã mang đến cho lão ta hậu quả tổn hại cực kỳ nặng nề, chạy thoát cũng là chuyện rất bình thường. Vì thế hắn mở miệng an ủi, không sao đâu, chuyện này không phải lỗi của ngươi. Có thể xử lý được Phong M. Dương, chúng ta cũng được lợi phần nào rồi, hơn nữa lần này còn lấy được bùa long lân và quả hỏa linh hai hạt. Xem như chúng ta đã làm ngư ông đắc lợi thành công. Còn về phần lão bất tử nguyên thần huyễn kia, lão ta trồng chất vết thương như vậy, ta nghĩ là trong một chốc một lát lão ta sẽ chỉ biết chạy trốn mà thôi, sẽ không nhảy ra gây rắc rối cho chúng ta. Nhưng có thể nói rằng, một khi lão bất tử kia chạy thoát, đợi lần tiếp theo lão ta xuất hiện thì chắc chắn vết thương của lão ta sẽ khôi phục. Lần này phải chịu tổn thất lớn như vậy, lão ta nhất định sẽ không chịu để yên đâu. Chúng ta vẫn cần phải cẩn thận hơn mới được, lần sau nguyên thần huyễn xuất hiện, chắc chắn sẽ đối phó chúng ta với khí thế sét đánh không kịp bưng tai. Chúng ta không thể tiếp tục dừng chân ở đây nữa mà nên đi tìm một chỗ khác bởi vì chúng ta cũng cần phải tu dưỡng. Sau hai lần thúc giục bùa long lân, phần lớn tinh huyết của ta đều bị bùa long lân hút đi rồi, hiện giờ cũng không còn sức chiến đấu nữa, cần phải tìm một nơi để an dưỡng mới được. Được, ta biết một nơi tương đối an toàn. Chúng ta đi thôi. Đả tiên thạch nói. Từ từ, để ta thử xem có thể mang cây quả hỏa linh đi hay không, không thể bỏ qua một cây thiên địa linh thụ như vậy được. Điều nhi ngươi đi lấy nhẫn chữ vật của Phong M. Dương đi, đừng quên lấy cả của Thẩm Dạ nữa nhé, chắc chắn trong nhẫn chữ vật của bọn họ sẽ có thứ tốt. Đối với chiến lợi phẩm, Dương Bách Xuyên không cần phải nói, bản thân Điêu Nhi cũng là dân tham tiền, nó reo hò một tiếng sau đó đi càn quét chiến trường. Khi Dương Bách Xuyên đang chuẩn bị đi đào cây quả hỏa linh, Đả Tiên Thạch lại mở miệng nói, chủ nhân, không phải ta cố tình phá hỏng bầu không khí mà là linh thụ bên trong Thái Hoang rất khó sống được ở thế giới bên ngoài, người đừng uổng phí sức lực làm gì. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười nói, kha kha, người khác nhổ trồng thì có thể không sống được, nhưng chủ nhân của ngươi thì lại chưa chắc, sau này ngươi sẽ biết thôi. Đả Tiên Thạch vẫn chưa biết được bí mật về bình càn khôn của người nào đó họ Dương nên vẫn chưa được đi vào, đương nhiên không biết được sự thần kỳ của không gian bình càn khôn rồi, huống chi khi người nào đó họ Dương nhổ trồng linh dược linh thụ thì đều dựa vào nước sinh mệnh hết. Có nước sinh mệnh thì chưa có linh thụ nào mà hắn nhổ trồng lại không sống cả. Trong hành trình đến Thái Hoang, hắn muốn làm phong phú vườn thuốc trong bình càn khôn. Đương nhiên sẽ không bỏ qua một linh thụ quý hiếm trong thiên địa như cây quả hỏa linh rồi. Đi đến trước mặt cây quả hỏa linh, sau khi mặc niệm nhổ hết rễ lên thì hắn bắt đầu trồng vào không gian bình càn khôn. Sau khi làm xong hết thảy, Đả Tiên Thạch dẫn theo Dương Bách Xuyên đi về phía nội thành. Ngay sau khi Dương Bách Xuyên rời đi, trên một tảng đá lớn ở cách đó không xa có một vết máu đỏ thẫm chảy ra, không bao lâu sau lại vang lên một tiếng ho khan. Thân thể của nguyên thần huyễn xuất hiện, lão ta phun ra một ngụm máu lớn. Dương Bách Xuyên, lão phu muốn chém ngươi thành trăm mảnh, nghiền xương ngươi thành tro. Nguyên thần huyễn nhìn theo hướng Dương Bách Xuyên rời đi, sát ý ngang trời tự lầm bầm với mình. Nguyên thần huyễn quả thật không ngờ rằng mình sẽ lật thuyền trong mương khi đối đầu với Dương Bách Xuyên như vậy. Càng không ngờ lần này mình lại thê thảm như thế. Vốn dĩ gặp phải một tên có bùa long lân trong tay như Thẩm Dạ cũng đã nằm ngoài dự kiến rồi, quá xui xẻo. Nhưng như vậy còn chưa hết, Thẩm Dạ thân là tôn tử của đại trưởng lão thần Phù Linh Tông, xuất thân từ một trong cửu đại thánh địa, lão ta và Phong M. Dương còn có thể chấp nhận được việc phải chịu thiệt trong tay Thẩm Dạ. Nhưng không thể chấp nhận được việc sau khi Phong M. Dương bị thương nặng, giải quyết Thẩm Dạ xong, Báo Phi Văn cũng bị thương nặng, mắt thấy sắp lấy được quả hỏa linh rồi. Nửa đường lại có một tên Dương Bách Xuyên nhảy ra, không chỉ khiến lão ta bị thương chồng chất, mà điều khiến nguyên thần huyễn càng không chấp nhận được hơn là Dương Bách Xuyên lại giết chết Phong M. Dương. Điều này chẳng khác nào đã chặt đứt đường sống của lão ta, bởi vì Phong M. Dương là người giúp lão ta luyện hóa độc thể ách nan của Lục Yên Chi,
Hiện tại Phong M Dương đã bị Dương Bách Xuyên giết chết, cho dù lão ta bắt được Lục Yên Chi, cũng không có ai giúp lão ta luyện hóa Lục Yên Chi lấy độc ách nan ra được. Không có độc ách nan, lần thứ tư lão ta độ tán tiên kiếp chính là một con đường chết. Cho dù lão ta có đi tìm một y tu khác đi chăng nữa, nhưng nếu người khác biết cần phải luyện hóa người sống, tất nhiên sẽ coi lão ta là ma đạo, làm gì có ai chịu luyện hóa một người sống cho lão ta chứ? Nguyên Thần Huyễn biết rằng, cứ hễ là tu sĩ tu y đạo, đều sẽ coi trọng y đức nhất, cũng chính là cái gọi là chính đạo chính nghĩa. Chỉ có y tu dị loại bên trong là yêu hồn, bên ngoài là da người như Phong M Dương mới có thể giúp lão ta, nhưng hiện tại Phong M Dương đã bị Dương Bách Xuyên giết chết, tương đương con đường sống của lão ta đã bị chặt đứt. Giờ phút này trong lòng Nguyên Thần Huyễn đã nổi điên rồi, lão ta cực kỳ hận Dương Bách Xuyên. Nhưng mà lúc này lão ta đang bị thương chồng chất, không có năng lực để đối phó Dương Bách Xuyên, hiện tại chỉ muốn khôi phục thương thế, sau đó đi tìm Dương Bách Xuyên rồi giết chết thằng nhãi đó băm thành mảnh vụn. Mới có thể hóa giải sự hận thù trong lòng lão ta. Nhưng mà Nguyên Thần Huyễn cũng không dám khinh thường Dương Bách Xuyên của bây giờ nữa, ban nãy Dương Bách Xuyên ném cục đá có linh tính ra ngoài, thế mà lại có thể ném trúng lão ta 100%. Hơn nữa ném chuẩn đến độ muốn tránh cũng không tránh được, một cục đá quỷ dị mà lại có thể khiến một kẻ địa tiên tam chuyển như lão ta bị đập đến hoa mắt chóng mặt, quả thật đã khiến lão ta phải hãi hùng khiếp vía. Hơn nữa Nguyên Thần Huyễn nhìn thấy Dương Bách Xuyên còn lấy được bùa long lân của Thẩm Dạ, đại sát khí như vậy nằm trong tay hắn, sẽ càng khó để đối phó. Đối với Dương Bách Xuyên của bây giờ, trong lòng Nguyên Thần Huyễn lại sinh ra một cảm giác bất lực. Nếu không phải giới hạn của pháp tắc đã áp chế tu vi của lão ta xuống độ kiếp kỳ đại viên mãn, nếu đổi lại là tu vi địa tiên tam chuyển vốn có của lão ta chỉ cần vung một bàn tay là có thể đánh chết Dương Bách Xuyên rồi. Nhưng hiện tại Nguyên Thần Huyễn chỉ có thể nhẫn nhịn cơn giận, tạm thời cứ khôi phục thương thế trước đã, đợi sau khi vết thương đã lành lại rồi, lão ta sẽ nghĩ cách đối phó Dương Bách Xuyên sau. Dùng bí pháp tránh thoát sự truy đuổi của cục đá quỷ dị đó. Nguyên Thần Huyễn vẫn vất vưởng xung quanh là bởi muốn theo dõi Dương Bách Xuyên, lúc này thấy được hướng rời đi của Dương Bách Xuyên, trong mắt lão bất tử Nguyên Thần Huyễn tràn ngập lửa giận, từ từ bám theo, lão ta vừa khôi phục tu vi vừa theo dõi Dương Bách Xuyên, luôn tìm kiếm cơ hội trả thù. Dương Bách Xuyên đi theo đà tiên thạch tới một cung điện to lớn, là một tòa cung điện khá là hoàn chỉnh, sau khi bước vào, bên trong đổ nát tan hoang, khắp nơi đều là lỗ hổng, giống như đã trải qua một cuộc chiến rất lớn. Đại điện rộng khoảng hơn 200 mét vuông, trên các bức tường ở xung quanh có một số bích họa cổ xưa và phù văn cổ xưa, nhìn qua rất tang thương và áp lực. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắn không nhịn được hỏi Đà Tiên Thạch, Thạch Đầu, nơi này an toàn không? Chủ nhân yên tâm, nơi này cách nội thành rất gần, đi thêm 3 dặm nữa chính là nội thành, bên trong thành có cường giả cực kỳ mạnh trấn áp. Có lẽ đều là yêu thú sinh linh cấp bậc đại lĩnh chủ một phương, khu vực quanh nội thành 10 dặm hầu như không có yêu thú gì cả, cho nên nơi này tương đối an toàn. Đà Tiên Thạch thề thốt thẳng thắn nói. Hiện tại Dương Bách Xuyên cũng chỉ có thể tin tưởng Đà Tiên Thạch, hắn không hề biết gì về nơi này cả. Hơn nữa giờ phút này hắn đang cực kỳ suy yếu, 2 lần thúc giục bùa long lân suýt chút nữa đã lấy mạng hắn, lúc này hắn bước đi mà như đang bay. Bùa long lân không thúc giục chân khí mà sẽ hấp thu toàn bộ tinh huyết, giống như vết máu vậy, rất tà môn, mà tinh huyết thì lại là sinh cơ và nguyên khí của cơ thể, hiện tại hắn đang trong trạng thái nguyên khí đại thương, cần phải điều trị tĩnh dưỡng thật tốt. Ngươi và Điêu Nhi hộ pháp cho ta muốn khôi phục nguyên khí, có gì không thích hợp thì nhớ đánh thức ta kịp thời. Dương Bách Xuyên dặn dò nói. Chủ nhân yên tâm, Đà Tiên Thạch lập lòe ánh sáng xanh trả lời. Chít chít. Điêu Nhi cũng tỏ vẻ nó sẽ hộ pháp cẩn thận. Dương Bách Xuyên nhìn Điêu Nhi, cười nói, Điêu Nhi, đưa quả hỏa linh và nhẫn chữ vật của Phong M Dương với Thẩm Dạ cho ta xem thử có bảo bối nào hỗ trợ khôi phục nguyên khí hay không. Chít, chít chít, Điêu Nhi giống như một bé tham tiền, thấp giọng kêu 2 tiếng, nhưng cũng biết Dương Bách Xuyên cần phải chữa thương, cuối cùng nó vẫn há to cái miệng nhỏ, hộc ra 5 quả hỏa linh 2 hạt và 2 cái nhẫn chữ vật ở trước mặt Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nhìn dáng vẻ tham tiền của Điêu Nhi thì khẽ cười nói, quả hỏa linh vô cùng chân quý, ngươi mà ăn nó như đồ ăn vặt thì rất lãng phí, đợi về rồi ta sẽ luyện chế cho ngươi một lò đan dược để ăn.
vừa nói hắn vừa phất tay lấy ra một quả linh đào đặt ở trước mặt Điêu Nhi. Trả lại cho ngươi một quả linh đào mẫu thụ, giờ thì đừng tiếc của nữa nhé, ha ha. Từ trước tới giờ Dương Bách Xuyên vẫn luôn coi Điêu Nhi như một đứa trẻ con, đương nhiên là hắn biết tính cách của Điêu Nhi như thế nào, lúc cần phải cho ngon cho ngọt thì hắn vẫn sẽ cho. Chít chít, móng vuốt nhỏ của Điêu Nhi chợt lóe, linh đào đã xuất hiện dưới móng vuốt của nó kêu chít chít, lập tức trở nên vui vẻ. Đi đi, ngoan ngoãn hộ pháp cho ta. Đuổi Điêu Nhi và Đả Tiên Thạch đi xong, một đứa đi canh giữ trước cửa lớn của đại điện, một đứa thì canh giữ mấy cái lỗ hổng trong đại điện. Lúc sau Dương Bách Xuyên cầm lấy nhẫn chữ vật của phòng M Dương, linh thức quét qua, đôi mắt lập tức sáng lên. Không ngờ lão bất tử này lại có nhiều đồ đến vậy. Dương Bách Xuyên tự nói. Ở trong nhẫn chữ vật của phòng M Dương, hắn đã phát hiện ra 10 vạn linh thức thượng phẩm, một gốc cây linh dược tuổi đời 5 vạn năm. Hơn nữa còn là linh dược có thuộc tính kép là chân khí và thần hồn, ba cây linh dược 1 vạn năm, vô vàn dược tề đã được luyện chế xong, lấy ra xem thử, không thể không gật gù tấm tắc, dược tề mà phòng M Dương luyện chế quả thật không tồi. Có một ít dược tề là dược tề hỗ trợ khôi phục vết thương nhanh chóng, còn có cả dược tề khôi phục thần hồn nữa, nhưng mấy thứ này không có tác dụng gì với Dương Bách Xuyên cả, hắn tạm thời chưa cần dùng đến. Linh thức lại quét qua. Cuối cùng hắn tìm được một cái hộp bạch ngọc bên trong nhẫn chữ vật của phòng M Dương, có phong ấn bên ngoài, cái hộp bạch ngọc này lại khơi dậy sự hứng thú của Dương Bách Xuyên. Sau khi hắn lấy ra thì đặt nó ở trước mặt, thúc giục chân khí để luyện hóa, nhưng làm vài lần vẫn không chút sức mẻ gì, cuối cùng hắn đành phải từ bỏ. Phòng M Dương là tu vi địa tiên tam chuyển, đồ vật mà lão ta đã phong ấn, với lực lượng hiện giờ của Dương Bách Xuyên thì vẫn chưa thể mở được. Ngay sau đó hắn lại đi kiểm tra nhẫn chữ vật của Thẩm Dạ, hắn tràn ngập chờ mong đối với nhẫn chữ vật của Thẩm Dạ, bởi vì Thẩm Dạ là đệ tử của Thần Phù Linh Tông một trong cửu đại thánh địa, hơn nữa hắn ta còn là tôn tử của đại trưởng lão Thần Phù Linh Tông, địa vị tôn quý, nên chắc chắn trên người Thẩm Dạ sẽ có thứ tốt. Sau khi linh thức tiến vào nhẫn chữ vật của Thẩm Dạ, Dương Bách Xuyên hít hà một hơi, phun ra hai chữ thổ hào. Không hổ là tu nhị đại của các nhân vật quyền cao chức trọng trong thánh địa, quả nhiên rất có triển vọng. Giống như phú nhị đại, tu ở đây chắc là tu luyện. Linh thức thượng phẩm bên trong nhẫn chữ vật của Thẩm Dạ nhiều gấp 3 lần phong M Dương, còn có khoảng 30 vạn viên linh thạch thượng phẩm nữa. 10 cây đại linh dược hàng vạn năm tuổi, Dương Bách Xuyên không nhìn được mà chảy nước miếng khi nhìn thấy 10 cây linh dược hàng vạn năm tuổi này. 10 cây linh dược này có thể giúp hắn luyện chế 10 viên đan dược trung cấp hoặc cao cấp, cũng đủ để chống đỡ cho giai đoạn vượt qua độ kiếp của hắn. Ngoài ra còn có một đống bùa chú trồng chất nữa, Dương Bách Xuyên nhìn thoáng qua thì thấy có tới tận 100 tấm bùa chú, có hơn 10 loại hình lận, nhưng mà lại không có nhiều linh phù cấp cao, nhưng dù vậy Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy mình đã nhặt được bảo bối rồi. Bùa thuấn di, bùa định thân, bùa thủy hỏa, bùa kiếm khí, bùa phòng ngự, bùa quy ẩn. Bùa ẩn giấu khí tức vân vân, cái gì cần có đều có. Lúc này cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng biết mấy chiêu thức siêu viết mà Thẩm Dạ đã sử dụng khi chiến đấu với Báo Phi Văn là từ đâu mà ra, tất cả đều dựa vào số bùa chú phong phú này mà ra. Quả thật không hổ là đệ tử của thánh địa bùa chú chuyên nghiệp, có cả một đống bùa chú. Có nhiều bùa chú ở trong tay như vậy, nếu không phải Thẩm Dạ xui xẻo đụng chúng hai lão bất tử áp chế tu vi như Phong M Dương và Nguyên Thần Huyễn thì chắc chắn hắn ta sẽ không chết. Hiện tại lại khiến Dương Bách Xuyên kiếm được món hời. Ngoại trừ những bảo bối đập thẳng vào ra thì Dương Bách Xuyên lại tiếp tục kiểm tra thì thấy trong nhẫn chữ vật của Thẩm Dạ còn có một ít pháp khí nữa, nhưng cái này chẳng có tác dụng gì với Dương Bách Xuyên, nhưng thật ra trong đó lại có một thanh địa khí phi kiếm có cấp bậc rất cao. Có lẽ là địa khí được luyện chế bởi địa tiên tam chuyển, Dương Bách Xuyên dự định sau này sẽ tặng cho người khác. Đối với hắn thì chỉ cần có kiếm đồ long trong tay là đủ rồi, cấp bậc của kiếm đồ long rất cao, lão đầu tử cũng không thể nói ra được lý do vì sao, nhưng chắc chắn nó cao hơn địa khí nhiều, Dương Bách Xuyên chưa đủ năng lực nên tạm thời không thể phát huy ra được uy lực của kiếm đồ long. Dù sao từ khi hắn có được kiếm đồ long tới nay, hắn cũng coi như là đã trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ, nhưng không hề tạo ra vết tích nào cho kiếm đồ long, từ điểm này có thể thấy được cấp chắc chắn bậc của kiếm đồ long không thấp. Sau khi lướt qua pháp khí, Dương Bách Xuyên tìm được một dương đá bị phong ấn bên trong nhẫn chữ vật của Thẩm Dạ,
lấy ra xem thử, hơi thở không quá mạnh, là phong ấn độ kiếp kỳ, Dương Bách Xuyên phải mất vài phút mới có thể mở được phong ấn. Sau đó hắn nhìn thấy một quả hồ lô ở bên trong dương đá vuông vức rộng khoảng một thước, sau khi mở ra mới phát hiện trong hồ lô ngọc chứa một chất lỏng ngập tràn hơi thở thần hồn, sắc mặt Dương Bách Xuyên lập tức đỏ lên. Trong đầu xuất hiện danh sách 100 bảo vật hàng đầu của bí điển thiên tài địa bảo trong truyền thừa của lão đầu tử, nước Hoàng Tuyền. Nước Hoàng Tuyền không phải là nước Hoàng Tuyền thật sự, mà là giọt nước thạch nhũ được tạo ra ở nơi chí âm chí dương giao nhau, nghe đồn giọt nước thạch nhũ này hình thành từ việc hấp thu thần hồn của vạn vật trong đất rồi chuyển hóa thành nước, xuyên thấu qua sự tiến hóa của thạch nhũ, cuối cùng hình thành trạng thái hóa lỏng của năng lượng thần hồn thuần khiết nhất. Nơi âm dương giao nhau có thể hình thành thạch nhũ này cách mặt đất 1 vạn mét, giống như vực sâu, màu sắc cũng là màu vàng, nên nó mới được gọi là nước Hoàng Tuyền. Uống một ngụm là có thể chuyển hóa thành lực lượng thần hồn, gia tăng sức mạnh của nguyên thần, một giọt nước Hoàng Tuyền sánh ngang với sự khổ tu của nguyên thần trong ngàn năm. Trong bảo điển truyền thừa mà lão đầu tử đã để lại, có ghi lại muôn vàn chủng loại thiên tài địa bảo của tu chân giới. Nhưng chỉ có 100 loại được chọn ra, trở thành thiên tài địa bảo đứng đầu tu chân. Nước Hoàng Tuyền đứng thứ 30 trong danh sách 100 thiên tài địa bảo, đủ để thấy được nó là bảo vật chân quý tới cỡ nào. Nếu nó còn có được thuộc tính lực lượng thần hồn tinh thuần cường đại nữa thì lại càng hiếm thấy. Cho nên Dương Bách Xuyên không nhịn được mà run rẩy cả người, đây chính là một hồ lô nước Hoàng Tuyền đó. Đương nhiên hồ lô ngọc chỉ to bằng nắm tay thôi. Nhưng nước Hoàng Tuyền bên trong lại có ít nhất 100 giọt. Một giọt nước Hoàng Tuyền sánh ngang với sự khổ tu của nguyên thần trong ngàn năm, tuy rằng Dương Bách Xuyên cho rằng nói vậy có hơi quá, nhưng mà nếu có thể nói như thế thì chắc chắn là nó phải có tác dụng, cho dù một giọt nước Hoàng Tuyền chỉ có tác dụng ngang với 100 năm khổ tu thì cũng đã rất nghịch thiên rồi. Đối với Dương Bách Xuyên mà nói, hắn có thể dùng một hồ lô nước Hoàng Tuyền nhỏ này để làm hai việc lớn. Thứ nhất có thể cho bình càn khôn hấp thu, có lẽ sẽ đánh thức được lão đầu tử đang ngủ say. Thứ hai là mình sẽ dùng nó để tu luyện đột phá độ kiếp hoặc là khi độ đại thiên kiếp thì cũng có thể tạo ra được tác dụng rất lớn. Bất kể hắn có đưa ra lựa chọn nào thì đều sẽ tạo ra được một sự trợ giúp rất lớn cho mình. Cho nên tâm trạng của Dương Bách Xuyên cũng bắt đầu lâng lâng. Đây mới là đại bảo bối hàng thật giá thật. Đối mặt với nước Hoàng Tuyền, Dương Bách Xuyên lập tức đưa ra quyết định trong lòng, hắn sẽ để lại cho lão đầu tử sử dụng, hắn biết lão đầu tử đang là trạng thái tàn hồn, mỗi lần ông xuất hiện giải quyết phiền phức cho mình thì thần hồn sẽ bị hao tổn rất nhiều, cần phải có lực lượng thần hồn thì mới có thể khôi phục, mà lão đầu tử đang ở một nơi mà hắn không biết trong bình càn khôn, chậm rãi tu dưỡng dựa vào lực lượng của bình càn khôn. Cũng không biết khi nào ông mới có thể thức tỉnh. Tuy rằng Dương Bách Xuyên không biết nước Hoàng Tuyền bên trong hồ lô ngọc này có thể giúp lão đầu tử thức tỉnh được hay không, nhưng hắn sẵn lòng thử một lần. Nếu như lão đầu tử thức tỉnh, lòng hắn sẽ thấy kiên định hơn rất rất nhiều. Dương Bách Xuyên suy nghĩ một chút, cất nước Hoàng Tuyền đi, dự định khôi phục nguyên khí của bản thân mình trước rồi mới nói tiếp, đợi sau khi hắn khôi phục rồi thì sẽ thử để bình càn khôn hấp thu nước Hoàng Tuyền, xem thử có thể đánh thức được lão đầu tử hay không. Hiện giờ, chung quy thì hắn đã bị bùa long lân hấp thu tinh huyết 2 lần dẫn tới bị tổn thất khá nặng, bản thân đang không có lực lượng gì cả, nhỡ đâu trong quá trình này có xảy ra sơ suất gì thì sẽ rất phiền toái, dù sao nơi này cũng là thái hoang. Sau khi bình ổn tâm trạng kích động lại, Dương Bách Xuyên bắt đầu khôi phục nguyên khí của bản thân. Mặc niệm trong lòng, một giọt nước sinh mệnh xuất hiện, hắn lập tức nuốt vào. Nước sinh mệnh hóa thành lực lượng sinh cơ cực lớn ở trong cơ thể, bắt đầu vận chuyển công pháp tu luyện. Lực lượng sinh cơ của nước sinh mệnh cũng đủ để bù đắp cho số sinh cơ đã bị sói mòn trong cơ thể hắn. Đồng thời hắn còn ăn một viên đan dược, 2 bút cùng vẽ, bắt đầu nhập định điều dưỡng. Thời gian vô thức trôi đi, 3 tháng sau Dương Bách Xuyên mở 2 mắt, hắn đã khôi phục trạng thái đến đỉnh cao rồi. Tính thử thì đã trôi qua 3 tháng rồi. Điều này khiến hắn không nói nên lời, cảnh giới tu luyện càng cao, thời gian mỗi một lần nhập định sẽ càng dài hơn. Sau khi hắn đứng dậy thì hỏi Thạch Đầu và Điêu Nhi xem có chuyện gì xảy ra không, sau đó Dương Bách Xuyên lại để 2 chúng nó tiếp tục hộ pháp, hắn dự định sẽ để cho bình càn khôn hấp thu nước Hoàng Tuyền, thử đánh thức lão đầu tử xem sao. Lúc vừa mới mở nắp hồ lô ngọc ra, sâu bên trong cánh tay trái lộ ra hoa văn của bình càn khôn.
Sau khi Hồ Lô Ngọc đến gần bình càn khôn lập tức nóng lên. Trong lòng Dương Bách Xuyên thấy rất vui, biết ngay là hữu dụng mà, trước giờ bình càn khôn chưa bao giờ kén chọn việc hấp thu lực lượng thần hồn, chỉ có khi hấp thu chân khí của thiên tài địa bảo thì nó mới có thể càng ngày càng chọn lọc, chỉ hấp thu những món đồ cao cấp. Nhưng mà đúng lúc này, Dương Bách Xuyên bỗng nhiên nghe thấy Điêu Nhi phát ra một tiếng thét chói tai. Chít! Tiếng hét này của Điêu Nhi nghe rất cáu gắt, ngập tràn sự cảnh cáo, Dương Bách Xuyên biết đã xảy ra chuyện, hắn đành phải đậy nắp Hồ Lô Ngọc lại rồi cất đi, vội vàng đi về phía mấy lỗ hổng mà Điêu Nhi đang canh giữ trong đại điện. Lúc này tiếng của đá đả tiên thạch thanh cũng vang lên, chủ nhân, không thích hợp, có độc vật thái hoang đang đến gần đại điện. Đả tiên thạch đang canh giữ trước cửa lớn của đại điện, cũng truyền ra âm thanh cảnh báo. Điêu Nhi, mau lui lại. Dương Bách Xuyên hét to một tiếng với Điêu Nhi, sau đó sải bước ra khỏi đại điện. Sau khi hắn đi ra bên ngoài đại điện đổ nát thì cũng không khỏi tê cả da đầu, chỉ thấy xung quanh đại điện xuất hiện một đống độc vật to nhỏ lớn bé, chi chít rậm rạp như là rắn độc, bọ cạp độc, nhện độc, kiến độc vân vân. Hít! Dương Bách Xuyên không nhịn được mà hít một hơi khí lạnh, đám độc vật này quả thật không giống như thế giới bên ngoài, có vẻ bọn chúng đều là loài mang kịch độc, là đại độc vật của Thái Hoang. Nhìn lũ đại độc vật này, Dương Bách Xuyên chợt nghĩ tới một người đầu tiên, Nguyên Thần Huyễn. Bởi vì lão bất tử này đã chạy trốn được, mà hiện giờ đã trôi qua 3 tháng rồi, lão ta rất có khả năng đã khôi phục được thương thế trong 3 tháng này, rồi sau đó sử dụng độc vật Thái Hoang để tìm mình. Nguyên Thần Huyễn là độc tu, có thể khiến cho nhiều độc vật như vậy tập trung lại một chỗ, chắc là có người đứng sau, Dương Bách Xuyên không tin đám độc vật này sẽ tự tập trung lại một chỗ như vậy. Chít chít. Lúc này Điêu Nhi lại phát ra một tiếng thét chói tai như đang sù lông. Không xong rồi. Sắc mặt Dương Bách Xuyên biến đổi, nghe thì có vẻ Điêu Nhi đang trong thế xấu, hắn đã gọi Điêu Nhi tới đây nhưng đã qua vài thức vẫn không thấy nó đến. Lúc này lại nghe thấy tiếng kêu khác thường của Điêu Nhi, hắn biết ngay là Điêu Nhi rất có thể đang gặp nguy hiểm. Hắn vội vàng sải bước tiến vào đại điện lần nữa, đi về phía lỗ hổng mà Điêu Nhi đang canh giữ. Dương Bách Xuyên vừa đi ra đã nhìn thấy trên móng vuốt của Điêu Nhi có vết máu, bên cạnh nó còn có mấy con rắn độc đã chết, trên người của Điêu Nhi thì toàn là nhện độc với kiến độc. Giờ phút này Điêu Nhi đang cua loạn móng vuốt nhỏ, kêu chít chít, chìm sâu giữa đám độc vật. Dương Bách Xuyên tiến lên một bước, vung tay vẩy ra hai luồng chân khí, hất bay lũ độc vật xung quanh Điêu Nhi, nhưng điều khiến hắn không ngờ tới là sau khi hai luồng chân khí của hắn đánh ra, nhưng lại không giết được hết lũ độc vật đang vây quanh Điêu Nhi, có một số con sau khi bị hất tung một lúc thì lại bắt đầu bò dậy. Nhưng mà lúc này hắn đã vào tới bên cạnh Điêu Nhi, vung một trưởng phong ra, hất bay nhện độc và kiến độc trên người Điêu Nhi, một tay ôm Điêu Nhi vào lòng. Điêu Nhi, sao rồi? Dương Bách Xuyên rất lo lắng, hắn nhìn thấy mấy vết thương giữa những hàng lông vàng của Điêu Nhi, đều biến thành màu đen, rõ ràng là đã trúng độc. Chít chít, Điêu Nhi kêu chít chít tỏ vẻ không sao cả. Nhưng Dương Bách Xuyên lại không nghĩ như vậy, tất nhiên không thể coi thường đám độc vật thái hoang này rồi. Nhưng giờ phút này hắn cũng bị độc vật vây quanh, không có thời gian trị liệu giải độc cho Điêu Nhi, mặc niệm trong lòng, hắn thu Điêu Nhi vào bình càn khôn. Dặn dò Lục Yên Chi trong không gian bình càn khôn rằng hãy giải độc cho Điêu Nhi, Lục Yên Chi là độc tu, chắc là có thể dễ dàng giải quyết chất độc này của Điêu Nhi. Sau đó đá đả tiên cũng bay tới nói, chủ nhân, độc vật càng ngày càng nhiều, không thể tiếp tục ở lại nơi này nữa, chúng ta cần phải rút lui. Đi! Không cần đá đả tiên nhắc nhở Dương Bách Xuyên cũng biết bọn họ không thể tiếp tục nán lại nơi này. Vừa nói hắn vừa xuất trưởng không ngừng. Từng mảng độc vật lớn bị hắn đánh đến bắn ra xa, tạo ra được một con đường. Ánh sáng xung quanh đá đả tiên thanh thạch lập lòe tung bay, mỗi một lần bắn ra thì đều có một con độc vật bị nổ thành thịt nát, nhưng khả năng tấn công của đả tiên thạch vẫn quá đơn điệu, không thể tấn công quần thể, chỉ có thể dọn sạch con đường phía trước cho Dương Bách Xuyên. Mà Dương Bách Xuyên thì đang không ngừng vung chân khí, nhưng vẫn không thể giết sạch được đám độc vật đang kéo tới càng ngày càng nhiều này. Khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy như là bốn phương tám hướng đều là lũ độc vật này vậy. Vào một thời khắc nào đó, đột nhiên có 7-8 cột sáng màu xanh biếc bay về phía hắn, lóe lên như những mũi tên sắc nhọn. Hai tay Dương Bách Xuyên vung ra, đập nát vài cột sáng,
nhưng mà trên vai vẫn còn một cột, khẽ liếc mắt qua lại phát hiện là một con rắn nhỏ màu xanh biếc. Sau khi chộp lấy nó rồi bóp nát, Dương Bách Xuyên cảm giác cánh tay phải của mình hơi tê dần, trong lòng lập tức hốt hoảng, hắn cũng không biết đây là loại rắn độc gì, nhưng có thể khiến cánh tay của mình bị chết lặng thì chắc chắn nó không phải là loại rắn độc tầm thường. Dương Bách Xuyên tức khắc mặc niệm trong lòng, vận chuyển thần thông, thân thể pháp tương xuất hiện, hóa thành một người khổng lồ cao 30 mét, gắn thêm ấn kim cương chí tôn lên người để phòng ngự. Hiện tại cũng chỉ có thể vận chuyển thân thể pháp tương thì mới có thể chống lại được sự xâm nhập của đám độc vật này. Đồng thời cũng sử dụng ấn kim cương và ấn chí tôn để tấn công lũ độc vật đang không ngừng xông tới này. Rầm rầm. Hiện giờ có ấn kim cương chí tôn, bất kể là trưởng pháp hay là gia quyền, mỗi một kích đều có thể tạo thành uy lực rất lớn, thường sẽ xuất hiện một cái hố lớn hơn 10 mét, đánh chết được một lũ độc vật. Sau khi thi triển thần thông thì mới đỡ hơn chút, hắn đẩy nhanh tốc độ rời đi. Tuy rằng sức chiến đấu của mấy con độc vật nhỏ yếu này không lớn, nhưng nếu tập trung lại một chỗ thì sẽ mạnh đến bất ngờ, hơn nữa càng giết lại càng cảm thấy nhiều, giết đến không thấy điểm dừng. Quá trình càn quét độc vật của Dương Bách Xuyên tạo ra một lượng huyết tinh lớn dẫn tới hung tính của lũ độc vật này bị kích thích. Từng tiếng rít gào không ngừng vang lên, khiến người ta tê cả da đầu khi nghe thấy nó. Dương Bách Xuyên không ngừng sải bước về phía trước, có thân thể pháp tương nơi đây, một ít độc vật dính vào người cũng không tạo thành thương tổn quá lớn cho Dương Bách Xuyên. Nhưng mà có một điểm lại khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy phát hoảng trong lòng, chính là trước đó hắn đã bị con rắn nhỏ màu xanh biếc cắn trúng bả vai, dẫn tới toàn bộ cánh tay đang càng ngày càng chết lặng, hắn hiểu y đạo nên đương nhiên cũng biết đây là do sau khi hắn vận chuyển chân khí trong cơ thể đã đẩy nhanh tốc độ xâm nhập của nọc độc trong máu. Cũng không có nhiều thời gian để hóa giải nọc độc, nên hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì. Cũng may tạm thời chưa có vấn đề gì cả. Nhưng càng kéo dài lâu thì sẽ càng phiền phức, đây là điều tất nhiên. Trong lòng Dương Bách Xuyên cũng sốt ruột, thần thông trong tay bắt đầu nhanh hơn, ra tay càng thêm tàn nhẫn, trong lòng hắn cũng đang nghẹn một hơi, hắn không tin mình không giết được lũ độc vật này. Thạch Đầu đang dẫn đường ở phía trước. Dương Bách Xuyên cũng không biết Thạch Đầu muốn dẫn hắn đi đâu, chỉ biết cứ bám theo sau là được. Độc vật ở xung quanh cũng theo sát hắn, hận không thể cắn nuốt nhả độc giết chết hắn. Nhưng mà sau khi Dương Bách Xuyên vận chuyển thân thể pháp tương, hắn cũng không sợ lũ độc vật này nữa. Sự khác biệt duy nhất là cánh tay của hắn bị tê liệt và chân khí trong cơ thể hắn cũng đang sói mòn nhanh chóng. Để sử dụng thần thông thì hắn sẽ phải tiêu hao cực kỳ nhiều chân khí và lực lượng thần hồn. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, cả quãng đường này cũng không biết Dương Bách Xuyên đã giết chết đè bẹp được bao nhiêu độc vật nữa, dù sao hắn và Thạch Đầu đã đi được mấy dặm thì lũ độc vật cũng rải rác trên đường ngần ấy dặm. Ngay khi Dương Bách Xuyên cảm thấy chân khí trong cơ thể sắp khô kiệt rồi, phía trước xuất hiện một bức tường thành bằng bạch ngọc. So với bức tường thành khi hắn mới tiến vào hẻm núi, tường thành và cổng thành xuất hiện trước mắt này hoàn chỉnh hơn rất nhiều. Ngoại trừ vẫn có một ít lỗ hổng không lớn không nhỏ ra thì nó gần như không hư hại gì cả, là một bức tường thành và cổng thành hoàn hảo. Thạch Đầu lập lòe ánh xanh nói, chủ nhân, chính là nơi này. Đây là nội thành, sau khi tới được nơi này thì yêu thú đều sẽ dừng lại sau cổng thành, dù là yêu thú cấp bậc tiểu lĩnh chủ cũng không ngoại lệ. Vừa nói, Dương Bách Xuyên và Đả Tiên Thạch vừa xông tới khu vực cách cổng thành 3 mét. Mà lúc này, một màn thần kỳ xuất hiện. Quả nhiên như Đả Tiên Thạch đã nói, toàn bộ độc vật đều dừng lại, dừng cách cổng thành 3 mét. Phù. Dương Bách Xuyên thở phào nhẹ nhõm, nhìn lũ độc vật rậm rạp chi chít như một đội quân chỉnh tề ở cách cổng thành 3 mét, xuất hiện một tuyến độc vật. Cứ như 3 mét trước cổng thành chính là một ranh giới sống chết vậy, không có một con rắn độc hay là kiến độc, nhện độc vân vân dám bước qua tuyến này. Từng tiếng xì xào không ngừng vang lên. Nghe thì có vẻ lũ độc vật này đang rất sốt ruột, nhưng không có con nào dám vượt qua giới hạn 3 mét. Hư. Lúc này một âm thanh trầm dài chợt vang lên, truyền đến từ trong màn sương mù cách lũ độc vật rất xa. Dương Bách Xuyên nghe thì thấy giống tiếng nhạc cụ gì đó, sau đó lũ độc vật này lại càng trở nên hoảng loạn bắt đầu thấp giọng gầm rú, nhưng vẫn không dám vượt qua giới hạn 3 mét. Trong lòng Dương Bách Xuyên biết. Âm thanh này chính là của người đứng sau đang điều khiển lũ độc vật này, rốt cuộc có phải là nguyên thần huyễn hay không, hắn không dám xác định.
Nhưng mà nhìn cảnh tượng trước mặt thì có lẽ lũ độc vật này sẽ không dám tiến vào, Dương Bách Xuyên quan sát một lúc rồi chẳng để ý tới nữa, vội vàng vận chuyển càn khôn tôi thể quyết và vận chuyển sinh tử cảnh trong cơ thể để luyện hóa nọc độc bị rắn độc cắn. Lực lượng sinh tử cảnh trong cơ thể hay là lực lượng sinh tử bên trong cơ thể đã phát huy ra tác dụng to lớn, đang luyện hóa nọc độc từng chút một. Hắn thầm mặc niệm trong lòng, gỡ bỏ thân thể pháp tương, khôi phục thân thể bình thường, nếu cứ sử dụng thân thể pháp tương thì sẽ rất tiêu hao chân khí. Lúc này Dương Bách Xuyên mới nhìn về phía cổng thành ở sau lưng, chỉ thấy cổng thành được chế tạo từ bạch ngọc khoảng 30 mét vuông, cổng thành là một khối bạch ngọc cực kỳ dày và nặng, cao 9 trượng rộng thì khoảng 3 trượng. Cổng thành được đóng chặt, nhưng trên hai cánh cổng được khắc vô số phù văn phức tạp. Hắn đoán có lẽ đây là một loại phù văn phòng ngự nào đó, trên cổng lớn chi chít vết nứt. Trông như thể đã bị lực lượng cường đại nào đó tác động vào thật mạnh dẫn tới rạn nứt, nhưng cuối cùng vẫn không vỡ toang. Thạch đầu, có thể đi vào nội thành này không? Dương Bách Xuyên hỏi. Chủ nhân, tiến vào thì cũng được, năm đó ta tới đây thì cũng nhìn thấy có sinh linh đi vào rồi, nhưng chúng ta đừng nên vào nội thành thì hơn, rất đáng sợ. Năm đó bên trong nội thành truyền ra một tiếng thét dài đã khiến cho toàn bộ sinh linh ngoài thành bỏ chạy tán loạn, đủ để chứng tỏ nội thành có một tồn tại vô cùng đáng sợ. Hơn nữa ta cũng chưa vào nội thành bao giờ, không biết tình hình bên trong như nào, nhỡ chúng ta liều lĩnh xông vào khéo sau lại không ra được thì chết. Mỗi khi đá đả tiên nhắc tới nội thành thì vẫn còn cảm thấy sợ hãi trong lòng. Dương Bách Xuyên cũng chỉ tò mò hỏi một chút thôi. Hắn hiểu rằng nơi có thể khiến một thổ tộc của Thái Hoang như đá đả tiên sợ hãi thì tất nhiên sẽ không phải là một nơi yên lành gì rồi, hắn cũng sẽ không liều lĩnh xông vào, nhưng mà hiện tại bị một đám độc vật ngăn chặn đường lui, chỉ có thể rằng co ngay tại chỗ. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cũng không phải cách hay. Vẫn là cần phải nghĩ cách khác mới được. Vài phút sau Dương Bách Xuyên đã luyện hóa được toàn bộ nọc độc, mà ngay lúc này hắn cũng nghe thấy tiếng nhạc cụ kỳ quặc đó dừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy độc vật ở sau lưng bắt đầu rút đi như thủy triều. Nhưng lúc lũ độc vật này rút đi trông có vẻ cực kỳ sốt ruột và cáu kỉnh, thậm chí còn có cả tình trạng cắn xé lẫn nhau. Xì xì xì. Mà chính vào lúc này, Dương Bách Xuyên nghe thấy tiếng xì xì vang lên trong màn sương mù ở nơi xa, cũng có cả tiếng sàn sạt vang lên nữa, giống như có một con quái vật khổng lồ gì đó đang lao tới đây vậy. À. Bỗng nhiên thấy cơ thể của Dương Bách Xuyên cứng đờ, hắn mơ hồ nhìn thấy một bóng đen rất lớn xuất hiện bên trong sương mù. Làn sương mù dày đặc cũng tản dần ra hai phía. Ngay sau đó trong tầm mắt của Dương Bách Xuyên thực sự đã xuất hiện một con quái vật khổng lồ. Chuẩn xác mà nói là một con mãng xà. Một con mãng xà đen nhánh to như lu nước, dài chừng 50 đến 60 mét, phải mọc toàn thân đều là một màu đen xì đen kịt. Cặp mắt nó đỏ như máu, giống như hai cái đèn lồng đỏ thẫm. Trên đầu có một cục thịt đỏ au như máu, tựa như màu gà vậy. Lúc này Thanh Thạch kêu lên, chủ nhân, là mãng xà vảy đen, hít. Chuyện này, không đúng, trên đầu mãng xà vảy đen có người. Không cần Thạch đầu nói, Dương Bách Xuyên đã vận dụng mắt càn khôn nên cũng nhìn thấy có một người đang đứng thẳng trên đầu con rắn khổng lồ hoặc có thể nói là mãng xà này. Người này không phải ai khác mà chính là Nguyên Thần Huyễn. Quả nhiên là lão bất tử này. Dương Bách Xuyên lẩm bẩm một mình, sắc mặt nghiêm túc, hắn nhìn chằm chằm mãng xà và Nguyên Thần Huyễn đang từ từ đến gần trong khoảng cách 100 mét đổ lại. Hiện tại cuối cùng hắn cũng xác định lũ độc vật lúc trước là do lão bất tử Nguyên Thần Huyễn này dở trò quỷ, cũng chỉ có độc tu cao cấp như lão ta mới có thể khống chế mãng xà khổng lồ và một lượng lớn độc vật như vậy. Độc sư cao cấp tu luyện độc công có thể khống chế được độc vật, Dương Bách Xuyên cũng chẳng thấy lạ gì. Hiện tại hắn lo lắng nhất là liệu mình có thể đánh thắng được Nguyên Thần Huyễn và mãng xà mà lão ta khống chế hay không. Rất rõ ràng, trong hơn 3 tháng này, sau khi lão bất tử Nguyên Thần Huyễn khôi phục thương thế thì đã phải bỏ ra không ít công sức để tìm kiếm một lượng lớn độc vật và một con mãng xà lớn trông không dễ đối phó như vậy. Hắn mở miệng hỏi đá đả tiên, thạch đầu, người biết được những gì về con mãng xà này? Chủ nhân, nói như này nhé, sinh linh yêu thú tại một vài địa vực độ kiếp kỳ bên trong Thái Hoang có thể chia thành 4 loại, loại thứ nhất là yêu thú tầm thường hoặc là các sinh linh khác, loại thứ hai được gọi là tiểu lĩnh chủ,
cấp bậc như Báo Phi Văn và nhân viên Ngạc Ngư Vương mà chúng ta đã giết và thả đi kia vẫn chưa được tính là tiểu lĩnh chủ đâu. Loại thứ ba thì lại là cấp bậc đại lĩnh chủ, so với Báo Phi Văn và nhân viên Ngạc Ngư Vương thì còn cường đại hơn nữa, đương nhiên sự cường đại ở đây không nhắc tới tu vi mà là thiên phú đặc thù. Mỗi một con yêu thú trong Thái Hoang thì đều sẽ có thiên phú độc đáo, thiên phú tấn công của yêu thú cấp bậc đại lĩnh chủ sẽ cường đại hơn nhiều, hiện tại thì mãng xà vảy đen đang xông về phía chúng ta chính là cấp bậc đại lĩnh chủ. Nghe đồn là toàn thân mãng xà vảy đen đều là kịch độc, nọc độc và độc thể có lợi hại đến độ ăn mòn đá kim tinh, lợi hại hơn nữa là có thể đả thương nguyên thần, hơn nữa lực lượng của chính nó còn cực kỳ mạnh, chỉ cần quét đuôi qua cũng có thể dễ dàng đẩy núi. Nó còn có thể có một số thiên phú bí ẩn nữa vẫn đang lộ ra, cụ thể là gì thì ta cũng không biết, dù sao mãng xà vảy đen chắc chắn chính là yêu thú cấp bậc đại lĩnh chủ. Còn về phần một loại cuối cùng, là cấp bậc tôn vương, chính là bá chủ Thái Hoang thực sự trong lời đồn, linh trí mở rộng, trí tuệ không thua kém nhân tộc, có thể hóa hình thành người, có thể tu luyện chứng đạo, thiên phú thần thông đều là cấp bậc cao nhất, bá chủ cấp bậc tôn vương, ta nghi ngờ ở nội thành này cũng có một kẻ như vậy. Nếu đụng phải yêu thú cấp bậc tôn vương, có thể chạy trốn giữ một cái mệnh là một điều cực kỳ may mắn. Câu cuối cùng của Đà Tiên Thạch vô cùng nghiêm túc. Dương Bách Xuyên lại nghe không hiểu lắm, mở miệng hỏi, dựa theo ý của ngươi, vậy chẳng phải là thực lực của yêu thú bá chủ cấp bậc tôn vương còn mạnh hơn cả độ kiếp kỳ đại viên mãn ư? Đây là đương nhiên rồi, có thể nói yêu thú cấp bậc đại lĩnh chủ đều có thực lực độ kiếp đỉnh phong, bá chủ cấp bậc tôn vương thì càng không cần phải nói. Đá Đà Tiên giải thích nói. Không đúng, nếu là như vậy thì tại sao pháp tắc Thái Hoang lại không hạn chế chứ? Không phải nói pháp tắc Thái Hoang hạn chế sinh linh có tu vi từ đại thừa kỳ trở lên tiến vào địa vực từ độ kiếp kỳ trở xuống sao? Dương Bách Xuyên khó hiểu hỏi. Ánh sáng xung quanh Đá Đà Tiên thanh thạch khẽ nhấp nháy một chút, nói pháp tắc Thái Hoang chỉ nhằm vào sinh linh ở thế giới bên ngoài như các ngươi mà thôi, không có chút hạn chế nào đối với sinh linh bản địa của Thái Hoang. Chúng ta có thể thoải mái đi lại giữa hai địa vực lớn. Dương Bách Xuyên sửng sốt, cuối cùng cũng hiểu được. Xì xì xì. Lúc này mãng xà vảy đen đã chậm rãi trườn tới rồi dừng lại trước cổng thành 9 mét, phun lưỡi rắn phát ra tiếng xì xì. Ngay sau đó mãng xà vảy đen dựng thẳng đầu lên khoảng 8 đến 9 mét, nguyên thần huyễn đang đứng trên đầu mãng xà vảy đen nhìn xuống Dương Bách Xuyên, sát ý hừng hực lạnh giọng nói, thằng nhãi nhà ngươi. Sao không chạy nữa đi? Sao nào, sợ tiến vào nội thành hả? Dương Bách Xuyên nghe nguyên thần huyễn lạnh giọng chế nhạo mình, mặc dù trong lòng hắn có chút lo lắng về mãng xà vảy đen và nguyên thần huyễn, nhưng quyết không chịu thua mà hừ lạnh nói, nguyên thần huyễn, người đường đường là địa tiên tam chuyển thế mà lại sử dụng độc vật để đối phó một tiểu bối như ta, da mặt của lão bất tử nhà ngươi cũng dày thật đó. Dương Bách Xuyên mắng một câu xong thì trong lòng khẽ mặc niệm thần thông. Lại vận chuyển thân thể pháp tương lên tới 30 mét một lần nữa, rồi sau đó hắn nhìn chằm chằm nguyên thần huyễn và mãng xà vảy đen, trầm giọng nói, lão bất tử muốn đánh thì cứ đánh đi, đừng tưởng rằng mang con sâu dài tới đây là tiểu gia sẽ sợ ngươi, tiểu gia có thể giết phong âm dương thì cũng có thể giết ngươi. Hừ, lão phu cho ngươi thêm một cơ hội nữa, giao đồ đệ lục yên chi của ta ra đây, đến lúc đó lão phu sẽ cho ngươi chết một cách sảng khoái. Không thì ngươi chắc chắn sẽ phải hối hận khi đến với thế giới này. Sắc mặt của nguyên thần huyễn âm trầm đáng sợ, tuy rằng phong âm dương chết rồi thì sẽ không có ai luyện hóa ách nan độc thể của lục yên chi cho lão ta, nhưng lão ta vẫn muốn đòi lại lục yên chi bằng được, hơn nữa trong lòng nguyên thần huyễn đã xuất hiện một ý tưởng mới rồi. Chủ ý này là của Dương Bách Xuyên, trong 3 tháng phục hồi vết thương, đột nhiên nguyên thần huyễn nghĩ thông suốt một vấn đề, hoặc nói cách khác đã tìm được một phương pháp giải quyết. Nguyên thần Nguyễn nghĩ đến Dương Bách Xuyên cũng hiểu y đạo, hơn nữa còn sở hữu bí điển có thể cân bằng âm dương trong cơ thể, chắc chắn y thuật chi đạo sẽ không kém, không khó để luyện hóa một ách nạn độc thể. Cho nên trong 3 tháng này nguyên thần Nguyễn chuẩn bị rất nhiều, hiện tại lão ta có tính toán mới về Dương Bách Xuyên. Nguyên thần Nguyễn đã trả giá rất lớn mới tìm được độc vật và hắc lân mãng, đây là thủ đoạn nguyên thần Nguyễn dùng để đối phó Dương Bách Xuyên, hiện tại lão ta không dám sơ ý. Chưa nói đến việc trong tay Dương Bách Xuyên có được bùa long lân của thần dạ, chỉ cần thần thông tương tự với trường sinh điện của Dương Bách Xuyên cũng đủ làm lão ta kiêng kỵ. Trong khu vực dưới độ kiếp kỳ, nguyên thần huyễn bị pháp tắc áp chết, tu vi cũng chỉ có thể dừng ở độ kiếp đại viên mãn,
có cảm giác bó tay bó chân, không phát huy được thực lực địa tiên tam chuyển của lão ta. Cho nên lão ta biết rất rõ, ở chỗ này cũng chỉ có thể làm một tu sĩ độ kiếp đại viên mãn, hơn nữa sau khi Phong M Dương chết, lão ta cũng không giúp đỡ đã thi triển ưu thế của bản thân. Trong Thái Hoàng không khuyết thiếu độc vật, lão ta phát hiện ra Hắc Lân Mãng cấp bậc đại lĩnh chủ này ở một chỗ trong thành cổ, sau khi dùng một chút thủ đoạn thu phục, điều khiển nó tìm Dương Bách Xuyên báo thù. Dù có được hay không, Nguyên Thần Huyễn biết hiện tại lão ta không có đường lui, không có ách nạn độc thể Lục Yên Chi nuôi từ nhỏ đến lớn, lão ta không vượt qua được thiên kiếp tán tiên lần thứ tư, mà không thể luyện hóa được y tu ách nạn độc thể, lão ta cũng chỉ còn con đường chết. Lần này Nguyên Thần Huyễn quyết định đập nồi dìm thuyền, lão ta biết chỉ khi bắt được Dương Bách Xuyên, lão ta mới có đường sống. Lục Yên Chi đang ở trong pháp bảo động thiên trên người Dương Bách Xuyên hiểu y đạo, chắc chắn trên người hắn có thể có cách luyện hóa được ách nạn độc thể. Đối mặt với lời mắng của Dương Bách Xuyên, lúc này mặc dù sắc mặt Nguyên Thần Huyễn âm trầm, nhưng trong lòng lại bình tĩnh rất nhiều. Đứng thẳng trên đầu Hắc Lân Mãng, một đôi mắt rắn độc nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, tiểu tử, thiên hạ to lớn, không chỉ có một mình ngươi là thiên tài, trăm triệu tu sĩ trên thế giới này, tu sĩ cấp cao và tu sĩ cấp thấp chênh lệch một trời một vực. Nếu ngươi không biết điều, hôm nay dù tu vi của lão phu bị áp chết ở độ kiếp đại viên mãn cũng có thể làm ngươi nếm thử thủ đoạn của địa tiên tam chuyển. Con mẹ nó vô nghĩa nhiều làm gì, thả ngựa ra đây, hôm nay ta phải giết bằng được lão già nhà ngươi, cắt đứt hậu hoạn. Pháp tương chi thân của Dương Bách Xuyên cao 30 mét như người khổng lồ, từ trên cao nhìn xuống Nguyên Thần Huyễn, giờ phút này thua người không thua trận, khí thế không hề yếu. Hắn cũng đã suy nghĩ cẩn thận, có sự áp chế của pháp tắc Thái Hoang, Nguyên Thần Huyễn cũng chỉ là độ kiếp đại viên mãn, không có khả năng vượt qua đại viên mãn. Nếu lão ta dám đột phá độ kiếp đại viên mãn, chắc chắn sẽ bị lôi đình của Thái Hoang chém thành cho như Phong M Dương. Chỉ cần không phải tu sĩ cấp bậc đại thừa, hắn tin tưởng có thể chiến một trận. Tốt xấu hiện tại hắn cũng là hợp thể cảnh đại viên mãn, cách độ kiếp kỳ một đoạn, chân khí và thần hồn của hắn cũng cường đại gấp 10 lần tu sĩ bình thường. Hơn nữa ở chỗ này chỉ có hắn có thể sử dụng linh thức, còn có càn khôn nhãn, thậm chí có đá đả tiên thạch thanh và bùa long lân trong tay. Khí thế không sợ hãi của Dương Bách Xuyên làm Nguyên Thần Huyễn kinh sợ, trong lòng nghĩ thầm, rốt cuộc tiểu tử này dựa vào cái gì có thể kiên cường như vậy? Không lẽ chỉ dựa vào bùa long lân của hắn? Nghĩ đi nghĩ lại, Nguyên Thần Huyễn cũng chỉ nghĩ đến được thủ đoạn này của Dương Bách Xuyên, nhưng trong lòng lão ta đã có cách đối phó với bùa long lân. Nếu Dương Bách Xuyên dùng bùa long lân, Nguyên Thần Huyễn nở nụ cười lạnh lùng trong lòng. Lúc này Nguyên Thần Huyễn đứng trên đỉnh đầu của Hắc Lân Mãng, cách Dương Bách Xuyên 8,9 mét, vẫn chưa bước qua phạm vi 3 mét cách cửa thành. Dương Bách Xuyên đứng tại chỗ không nhúc nhích, hắn muốn nhìn xem Nguyên Thần Huyễn và Hắc Lân Mãng cấp bậc đại lĩnh chủ có dám đến gần cửa thành hay không. Khè! Trầm mặc một lúc, Hắc Lân Mãng bị Nguyên Thần Huyễn thúc giục, phát ra tiếng hí trầm thấp, chậm rãi trườn bò. Lướt qua phòng tuyến mà đám độc vật lúc trước không dám bước qua. Dương Bách Xuyên duỗi tay, đả tiên thạch xuất hiện trong tay, lao về phía đỉnh đầu của Hắc Lân Mãng, hắn biết yêu thú cấp bậc đại lĩnh chủ không sợ cái này, hoặc nói cách khác cho dù sợ hãi cũng sẽ bị Nguyên Thần Huyễn điều khiển không cho phép lui về sau nửa phần. Đả tiên thạch bị Dương Bách Xuyên ném ra, ánh sáng xanh bừng lên, mang theo tiếng xé gió lao đến đỉnh đầu của Hắc Lân Mãng. Lúc này Nguyên Thần Huyễn lạnh lùng nói. Hừ, chiêu này quá tệ. Nói xong, trong tay Nguyên Thần Huyễn xuất hiện một đao khí giống như đao quan công, thúc giục chân khí, bộc phát ra ánh sáng chói mắt, chém xuống đả tiên thạch. 3 tháng trước lão ta bị thương nặng, cộng thêm việc Dương Bách Xuyên đánh lén, tung ra đả tiên thạch, bị cục đá đập hoa mắt chóng mặt. Nhưng 3 tháng sau, vết thương của lão ta đã phục hồi, cũng đã đạt đến trạng thái đỉnh cao, sau khi có phòng bị, lão ta không hề sợ hãi trước khí thế hung mãnh của đả tiên thạch. Trở tay chém xuống một đao. Ầm đùng. Đau chết mất. Đả tiên thạch bị một đao của Nguyên Thần Huyễn chém bay ra ngoài, phát ra tiếng kêu thảm thiết, trong giây lát đã biến mất trong sương mù cách mấy chục mét. Trong lòng Dương Bách Xuyên căng thẳng, nghĩ thầm, có lẽ đây mới là thực lực chân chính của lão già này. Đả tiên thạch chính là kỳ thạch, nói thực, Dương Bách Xuyên không thể định vị được thực lực của đả tiên thạch,
nhưng có một điều Dương Bách Xuyên rất rõ ràng, đả tiên thạch xuất kích, có thể đập bất cứ thứ gì. Có thể sử dụng như một cục gạch. Tất nhiên, đụng phải hạng người có phản ứng cường đại và thực lực thông huyền, đả tiên thạch sẽ thất bại, giống như hiện tại, bị một đao của lão già nguyên thần huyễn đánh bay. Nhưng hắn cũng không ngoài ý muốn với đại đao trong tay nguyên thần huyễn. Trong lòng lắng liệu đả tiên thạch có bị một đao của nguyên thần huyễn chém thành hai nửa hay không. Rất nhanh lo lắng của hắn đã bị nguyên thần huyễn đánh gãy. Lúc này nguyên thần huyễn lại giơ lên đại đao trong tay, hắc lân mãng cũng đứng thẳng lên, làm độ cao đứng thẳng của nguyên thần huyễn vượt qua pháp tương chi thân của Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên biết hắn và nguyên thần huyễn đều đang đứng thẳng trên đại địa, tiếp xúc với đại địa, dưới sự cho phép của pháp tắc, nếu không với độ cao như vậy đã bị thiên lôi tấn công từ lâu. Thiên lôi thái hoàng chỉ hạn chế phi hành, lại không hạn chế độ cao tiếp xúc với đại địa, bởi vì hai bên vượt qua 9 mét vẫn không bị thiên lôi tấn công. Chỉ thấy nguyên thần huyễn gầm lên, đại đao trong tay bùng nổ những gai ánh sáng. Trong lòng Dương Bách Xuyên căng thẳng, không dám khinh thường một đao này của nguyên thần huyễn, hắn cũng sẽ không chờ nguyên thần huyễn đánh xong một đao, khởi động bùa long lân xuất hiện trong tay. Dương Bách Xuyên phát hiện bùa long lân rất có hiệu quả khi đối phó với nguyên thần và hắc lân mãng. Hắc lân mãng khổng lồ khó đối phó, nhưng huyết quang của bùa long lân có thể bao vây một diện tích lớn vào bên trong. Huyết quang bùng nổ tản ra, lao về phía hắc lân mãng và nguyên thần huyễn. Chẳng qua ngay sau đó xuất hiện một cảnh tượng làm Dương Bách Xuyên chấn động. Bên tai nghe thấy tiếng cười lạnh lùng của nguyên thần huyễn, biết ngay ngươi sẽ dùng bùa long lân, lão phu thua một lần, sao có thể thua tiếp một lần nữa. Lúc này Dương Bách Xuyên thấy rõ, chỉ thấy nguyên thần huyễn nhỏ một giọt tinh huyết lên màu gà trên đầu hắc lân mãng, sau đó dậm chân. Sau đó Dương Bách Xuyên nhìn thấy hắc lân mãng mở to bồn máu to. Gào. Một tiếng gầm vang vọng thiên địa, nghe giống như tiếng gầm của long. Đây là lần đầu tiên hắc lân mãng mở miệng gầm rú. Làm nguyên thần của Dương Bách Xuyên run lên. Ngay sau đó hắn thấy được hắc lân mãng phun ra một đám khói đặc, trong nháy mắt sương mù đen nhanh khuếch tán ra khắp nơi, nguyên thần huyễn đang kết ấn, hai tay múa may, dòng khí đủ mọi loại màu sắc dung hợp vào trong sương đen của hắc lân mãng. Đúng lúc này huyết quang của bùa long lân bị hắc lân mãng và nguyên thần huyễn liên hợp tách ra. Điều này làm cho Dương Bách Xuyên kinh sợ. Đúng lúc này, Dương Bách Xuyên nhìn thấy khóe miệng của nguyên thần huyễn nở nụ cười âm hiểm. Trong lòng đột nhiên cảm thấy không ổn. Bùa long lân mất đi hiệu lực, nụ cười lạnh lẽo của nguyên thần huyễn làm Dương Bách Xuyên cảm thấy không ổn. Quả nhiên. Ngay sau đó nguyên thần huyễn vung đao chém xuống, tốc độ cực kỳ nhanh, lão già này đã sớm đoán chắc có thể hóa giải được bùa long lân, dự trữ chờ chém ra một đao này. Đao khí khổng lồ chém xuống, từ xa Dương Bách Xuyên đã cảm nhận được hơi thở khủng bố, đối mặt với đao khí của lão già kia. Dương Bách Xuyên hãi hùng khiếp vía, trên tay lấy ra một tấm bùa phòng ngự và một tấm bùa kiếm khí vứt ra ngoài. Trong tay hắn có nhẫn chữ vật của Thẩm Dạ, bên trong có một đống bùa chú, lúc này có thể dùng để ngăn cản nguyên thần huyễn. Ầm ầm. Tiếng nổ lớn vang lên. Ngay sau đó đồng tử của Dương Bách Xuyên co rụt lại, trong tầm mắt của hắn, chỉ thấy bìa kiếm khí bị một đao của nguyên thần huyễn hóa giải. Chỉ tạm dừng một chút, bùa kiếm khí đã mất đi tác dụng. Điều này làm cho Dương Bách Xuyên càng thêm kinh hãi, nghĩ thầm, có lẽ đây mới là thực lực chân chính của lão già này, cho dù tu vi bị áp chế ở độ kiếp đại viên mãn, nhưng thực lực lại mạnh nhất trong cảnh giới này. Mặc dù bùa kiếm khí đã bị nguyên thần huyễn hóa giải, nhưng cũng cho Dương Bách Xuyên thời gian thở dốc đối phó, hắn gầm to trường sinh vấn đạo. Hắn đã diễn luyện vô số lần thần thông trường sinh chí tôn. Chiêu thứ hai của thần thông ở trong không gian hắc liên. Đây cũng là lần đầu tiên hắn thực chiến sau khi tìm hiểu, cũng không biết hiệu quả ra sao, dù sao lúc này có thể đối phó được với nguyên thần huyễn là được, nếu không hắn không nắm chắc có thể đỡ được một đao của nguyên thần huyễn. Khoảnh khắc tung chiêu đối đầu với nguyên thần huyễn, một phù văn màu vàng xuất hiện, diễn biến ra một bàn tay khổng lồ, đón nhận đao khí của nguyên thần huyễn. Âm đùng. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Một đòn này của Dương Bách Xuyên mang theo khí tượng làm gió mây biến sắc, ngay lập tức niềm tin to lớn trào dâng trong lòng hắn,
duỗi tay ra ngoài, nắm lấy đao khí của Nguyên Thần Huyễn vào trong tay. Sau khi nắm lấy, đao khí dập nát. Dương Bách Xuyên chấn động, lúc này hắn tin tưởng gấp bội, lần đầu tiên thi triển Trường Sinh Chí Tôn đã có uy lực vượt xa tưởng tượng của hắn. Trường Sinh Chí Tôn có 3 lần kết ấn, vấn đạo, thành đạo và đại đạo. Đây chỉ là ấn đầu tiên, hai kết ấn phía sau sẽ càng cường đại hơn lần kết ấn đầu tiên rất nhiều. Chỉ mới kết ấn đầu tiên đã bóp nát một đao của Nguyên Thần Huyễn, càng đừng nói hai kết ấn còn lại. Nguyên Thần Huyễn đứng trên lưng Hắc Lân Mãng, trong lòng run lên. Lão ta đã nhìn ra thần thông của Dương Bách Xuyên đã cực kỳ sát với thần thông của Thánh Địa Trường Sinh Điện. Lão ta đã từng nhìn thấy người của Trường Sinh Điện thi triển Trường Sinh Ấn, ấn tượng khắc sâu. Lúc này nhìn Dương Bách Xuyên tấn công, ngược lại cho lão ta một loại ảo giác, cảm giác thần thông Dương Bách Xuyên thi triển còn mạnh hơn người của Trường Sinh Điện rất nhiều. Trong lòng Nguyên Thần Huyễn bị chấn động mạnh, thần thông của Dương Bách Xuyên hóa thành một bàn tay, nhẹ nhàng nắm cũng đã làm một đao của lão ta dập nát, mặc dù cũng là lực lượng hình thành đao khí, nhưng trong tay lại là lực lượng chuyển hóa từ ma khí. Đao khí dập nát, lực lượng truyền lại làm nửa người lão ta chết lặng, tay đang nắm đao run nhẹ. Sắc mặt ngưng trọng nhìn Dương Bách Xuyên, Nguyên Thần Huyễn biết nếu không ra chiêu tàn nhẫn, không có khả năng bắt được Dương Bách Xuyên. Trong lòng thầm than, may mắn đã chuẩn bị đầy đủ, có một Hắc Lân Mãng cấp bậc đại lĩnh chủ. Hắc Lân Mãng chính là độc vật chân chính, bản thân lão ta là độc tu, giữa hai bên có sự dung hợp trời sinh. Lão ta có thể thông qua bí pháp kết hợp lại sức mạnh của mình và Hắc Lân Mãng. Đến lúc đó có thể phát huy ra uy lực khủng bố, thậm chí vượt xa sức mạnh độ kiếp kỳ đại viên mãn, hơn nữa sẽ không bị quy tắc áp chế. Cả người độc công của lão ta và kịch độc của Hắc Lân Mãng, cho dù thần thông của Dương Bách Xuyên cường đại quỷ dị, Nguyên Thần Huyễn không hề sợ hãi. Đứng trên đầu Hắc Lân Mãng, ánh mắt lạnh băng nhìn Dương Bách Xuyên. Nói, hôm nay dù ngươi có phải là người Trường Sinh Điện hay không, lão phu cũng phải lột ra rút gân giam cầm nguyên thần của ngươi. Lúc này trong lòng Dương Bách Xuyên cũng có tính toán tương tự với Nguyên Thần Huyễn. Nguyên Thần Huyễn cho rằng lão ta có thủ đoạn chắc thắng, đồng dạng Dương Bách Xuyên cũng thấy uy lực khủng bố của ấn Trường Sinh, không hề kiêng kỵ Nguyên Thần Huyễn như lúc đầu. Lão già, có thủ đoạn gì cứ cho hết ra đây, hôm nay ta phải phá hủy bộ xương già của ngươi. Dương Bách Xuyên nở nụ cười lạnh lùng, trong lòng không hề sợ hãi. Ngay sau đó hai người cùng ra tay. Dương Bách Xuyên gầm lên, Trường Sinh thành đạo ấn, chết đi. Dứt lời, tung ra một trường, một phù văn cổ xưa xuất hiện trên lòng bàn tay hắn. Trường Sinh thành đạo ấn tỏa ánh sáng chói mắt, hóa thành chân khí không ngừng hội tụ lại, hóa thành một bàn tay cao 8-9 mét, chụp về phía Nguyên Thần Huyễn. Trường Sinh thành đạo ấn cuốn lên vô số bụi đất trong phạm vi 5-60 mét, bốn phía vang lên tiếng gào thét của cuồng phong. Lúc này pháp tương chi thân cao 30 mét của Dương Bách Xuyên tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, Trường Sinh Chí Tôn ấn đã hình thành, ấn ký của phù văn đại biểu Trường Sinh thành đạo ấn hiện lên trên lòng bàn tay, cực kỳ chói mắt, vừa thần thánh vừa cổ xưa. Đột nhiên trong lòng Dương Bách Xuyên hiểu ra, giống như đột nhiên thông não. Hiểu ra những thần thông sư phụ truyền thụ chính là sự kết hợp của lực lượng tinh hoa trong thiên địa. Trường Sinh Chí Tôn ấn chính là sự hiểu biết về sức mạnh trong thiên địa và con đường tu đạo, tu sĩ cường đại có thể nhìn trộm sự huyền bí trong lực lượng thiên địa, dung hợp vào bản thân, sáng tạo chiến kỹ thần thông xuất thần. Một chiêu Trường Sinh thành đạo làm Dương Bách Xuyên cảm giác được sự gian nan khi tu đạo, đồng thời cũng cảm nhận được sự vui sướng khi tu đạo. Nhìn trộm được quỹ đạo vận chuyển của những lực lượng huyền bí trong thiên địa. Trường Sinh Chí Tôn ấn mà sư phụ truyền thụ có 3 lần kết ấn, bao gồm Kim Cương Chí Tôn ấn, cố định một hình thái, hoặc vận dụng nắm tay, hoặc vận dụng trưởng pháp. Lúc này đột nhiên Dương Bách Xuyên hiểu ra được sự vận chuyển của lực lượng trong thiên địa, quỹ đạo của đại đạo không chỉ không làm được, không phải một hình thái cố định. Lúc này hắn biết mỗi một chiêu trong ấn ký phù văn của thần thông đều có thể được vận dụng ở vô số lĩnh vực, không chỉ giới hạn trong lòng bàn tay. Ví dụ như hoàn toàn có thể vận chuyển ấn ký phù văn lên thân kiếm đồ long, có thể dùng ấn ký phù văn lên hai chân để tăng cường tốc độ, có thể dùng lên trên người để tăng cường sự phòng ngự, thậm chí có thể dùng ở hai mắt. Có thể dùng ở bất cứ đâu bản thân muốn, phát huy lực lượng của ấn ký phù văn đến mức lớn nhất. Trên thực tế mỗi một ấn ký phù văn trong thần thông chính là sức mạnh kiểm soát quỹ đạo đại đạo của sư phụ.
bất kỳ sức mạnh nào trong thiên địa đều dựa vào phiêu miểu đạo, hoặc nói cách khác dựa vào các quy luật, lấy pháp đổi lực, đó chính là thần thông căn nguyên. Thành đạo. Thì ra là vậy. Một triệu ấn ký này không phải đòn tấn công đơn thuần, chính xác hơn nó là sự hiểu biết về đại đạo của sư phụ, sau đó sư phụ truyền đạo cho hắn hoặc các sư huynh sư tỷ chưa gặp mặt. Dương Bách Xuyên hiểu ra rất nhiều, khóe miệng có ý cười. Cùng lúc đó, Nguyên Thần Huyễn đứng trên đầu Hắc Lân Mãng, trong tay xuất hiện một giọt tinh huyết, nhỏ lên màu gà trên đỉnh đầu của Hắc Lân Mãng, sau đó niệm ra âm phù tối nghĩa. Sau đó nghe thấy Nguyên Thần Huyễn hét lớn, lấy độc làm nguồn dẫn, lấy ta làm căn nguyên, lấy rắn làm thần, nguyên thần độc nhất thể, tương 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 xứng, di hình đổi ảnh. Nguyên Thần Huyễn nói xong chữ cuối cùng, Hắc Lân Mãng há mồm gầm lên, gào. Ngay sau đó hắc khí lao về phía thành đạo ấn khổng lồ của Dương Bách Xuyên. Một miệng hắc khí này của Hắc Lân Mãng vô cùng tanh hôi, hiển nhiên là khí độc, Nguyên Thần Huyễn đánh ra một pháp quyết với khí độc của Hắc Lân Mãng, ngay sau đó hóa thành một nắm tay khổng lồ. Một quyền một trưởng thành hình, thiên địa biến sắc. Âm đùng. Cự trưởng ánh vàng chói mắt cùng với nắm tay khí độc đen nhanh va chạm vào nhau, bộc phát ra âm thanh vang vọng thành cổ. Một đen một vàng va chạm với nhau nổ tung, phóng ra một luồng khí mà mắt thường cũng có thể thấy được, thoáng cái âm, lấy Dương Bách Xuyên và Nguyên Thần Huyễn làm trung tâm rồi lan rộng ra. Cây cỏ bốn phía thoáng cái đã bị sóng khí khổng lồ như vậy chèn ép đến nát bấy. Cơ thể pháp tướng cao 30 thước của Dương Bách Xuyên dưới sóng khí cực lớn này cũng không chịu được, liên tục lui về phía cửa thành. Mà Nguyên Thần Huyễn và Hắc Lân Mãng cũng lảo đảo khó khăn lui về phía sau. Một chiêu này của hai bên đúng là ngang sức ngang tài. Nhưng Dương Bách Xuyên cũng biết mình vẫn còn kém, tuy là kết ấn của Trường Sinh Chí Tôn lợi hại, nhưng thi triển ba đại ấn ký sẽ có một nhược điểm là cứ mỗi một ấn ký sẽ tiêu hao khá nhiều chân khí và thần hồn. Hơn nữa trước đó hắn đã thi triển bùa long lân, điều này khiến cho lực lượng trong cơ thể hắn đã tán đi hơn phân nửa, giờ phút này cũng chỉ lực bất tòng tâm. Nguyên Thần Huyễn thì ngược lại, lão ta dĩ nhiên có thể mượn lực lượng của Hắc Lân Mãng, đòn công kích trước đó chắc chắn là nhờ dung hợp cùng với lực lượng của Hắc Lân Mãng, lực lượng hai trong một chạm trán với thần thông Trường Sinh Chí Tôn của hắn, cưỡng chế hóa giải công kích ấn thứ hai của Trường Sinh Chí Tôn. Lúc này, nhìn sắc mặt Nguyên Thần Huyễn dường như không hề đỏ bừng hay thở dốc, cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều. Ngẫm lại Nguyên Thần Huyễn cũng là lão bất tử, hoàn toàn có thể làm cho Hắc Lân Mãng phát động công kích, mà chính lão ta chỉ cần vẻn vẹn một lượng nhỏ lực lượng để làm chủ đạo là có thể chiến đấu, dưới tình huống này, hiển nhiên là Nguyên Thần Huyễn chiếm thế thượng phong. Sau khi nghĩ tới đây, trong lòng Dương Bách Xuyên trầm xuống. Lực lượng trong cơ thể hắn có hạn. Thế nhưng lão bất tử Nguyên Thần Huyễn này lại có thể mượn ngoại lực, trận chiến này nếu tiếp tục như thế, Dương Bách Xuyên biết sớm muộn gì hắn cũng sẽ thất bại. Đúng lúc này Nguyên Thần Huyễn cười lớn, lên tiếng, Dương Bách Xuyên tiểu nhị cũng chỉ có thế thôi sao, hiện giờ ngoan ngoãn quy phục dưới chân lão phu thì lão phu còn có thể để cho ngươi chết đẹp mặt một chút, nếu không ngươi cứ chờ lão phu rút xương lột ra, luyện hóa nguyên thần của ngươi đi, nhân lúc còn sớm thì mau giao lục yên chi cho lão phu, nếu không. Chết đi. Sau khi Nguyên Thần Huyễn dung hợp lực lượng của Hắc Lân Mãng, trong lòng xác định, lão ta chính là lão quái vật tu luyện mấy ngàn năm, lần chạm trán với một đòn thần thông vừa rồi, đương nhiên cũng nhìn ra được thực lực của Dương Bách Xuyên không đủ, sớm muộn gì cũng sẽ thua. Nghĩ như thế, ngoài miệng Nguyên Thần Huyễn bắt đầu lẩm bẩm. Đứng ở trên đầu Hắc Lân Mãng, thúc giục Hắc Lân Mãng đột ngột di chuyển công kích về phía Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên chống đỡ trực diện, trong lòng khẽ động, nắm chặt kiếm đồ long trong tay, trong lòng liên thông với kiếm linh của kiếm đồ long, lúc này điều hắn có thể làm là phải đem tất cả biện pháp, dùng tất cả thủ đoạn để đối đầu với lão bất tử Nguyên Thần Huyễn, hắn biết dù kéo dài thời gian cũng không có lợi gì cho mình, nhưng cũng hết cách rồi. Phía sau là nội thành, trong nội thành liệu có tồn tại kẻ nào khủng bố hơn cũng không biết, chỉ có thể chiến đấu với Nguyên Thần Huyễn. Cũng may cảm ngộ vừa rồi khiến cho hắn biết kết ấn của thập nhị chí tôn thần thông có công dụng mới, có thể dùng ấn ký thần thông lên kiếm đồ long, có lẽ cứ thử xem, nếu thật sự là có thể phóng ra lực lượng cường đại hơn mới có thể có cơ hội chém được Hắc Lân Mãng. Kiếm linh của kiếm đồ long vẫn luôn tồn tại, nhưng có điều là quá cao ngạo, chưa bao giờ chủ động ra tay,
Khoảng thời gian kể từ lần liên thông với kiếm linh của kiếm đồ long lúc trước đã trôi qua rất lâu, đến nay hắn vẫn chỉ có thể điều động 6 phần kiếm khí huyền hoàng trong kiếm đồ long. Bây giờ sau trăm năm, hắn muốn liên thông thử với kiếm linh đồ long xem có thể thúc ra được toàn bộ 10 phần kiếm khí huyền hoàng hay không, chỉ như vậy hắn mới có đủ sức chiến đấu với nguyên thần huyễn. Cũng rất may nguyên thần huyễn nằm trong khu vực bị hạn chế tu vi ở độ kiếp cảnh trở xuống, luôn bị áp chế ở cảnh giới độ kiếp cảnh đại viên mãn, nếu không thì với tu vi của lão bất tử địa tiên tam chuyển đã giết chết hắn từ lâu rồi. Thực ra, Dương Bách Xuyên biết so với tu sĩ bình thường, thực lực hiện tại và các thủ đoạn của hắn hoàn toàn đủ tư cách khiêu chiến tu sĩ độ kiếp cảnh đại viên mãn bình thường. Có điều là đụng phải nguyên thần huyễn này, hết lần này tới lần khác áp chế tu vi lão độc vật, việc đối phó này luôn làm cho hắn kinh sợ. Ngay từ đầu tu vi hợp thể cảnh sơ kỳ đã không làm được, thậm chí không dám nghĩ tới, đến bây giờ hợp thể cảnh đại viên mãn, lĩnh ngộ được thập nhị chí tôn thần thông đệ nhị trường sinh chi tôn tam ấn, cùng với kiếm quyết hắc liên, bát hoang quy nhất. Thực lực và tu vi của hắn không ngừng tăng lên. Nhưng mà cho dù có đá đả tiên và bùa long lân cũng khó có thể chống lại nguyên thần huyễn, thậm chí đấu không lại. Huống chi sau khi thương thế của lão bất tử khôi phục, lại tìm được một con hắc lân mãng cấp bậc đại lĩnh chủ, càng làm cho hắn cảm thấy buồn bực, suýt chút nữa bức bách hắn đến ngạt thở. Bây giờ chỉ có dùng mọi cách có thể dùng đến để đấu với nguyên thần huyễn. Nắm chặt kiếm đồ long trong tay, trong lòng liên thông với kiếm linh, nói kiếm linh. Hắn gọi kiếm linh một tiếng, nhưng không có bất kỳ phản hồi nào. Ngươi mà gặp lại ta, ta giết chết ngươi. Trong lòng Dương Bách Xuyên nổi giận, rõ ràng đã thần phục kiếm linh đồ long, nhưng tên này vẫn kiêu ngạo như trước kia, không để ý tới chủ nhân như hắn, cứ như vĩnh viễn xem thường mình. Chủ nhân, có chuyện gì vậy? Rốt cục giọng của kiếm linh lười biếng vang lên trong đầu Dương Bách Xuyên. Ngươi nói xem có chuyện gì, đại nạn của ta sắp tới, còn có thể có chuyện gì? Đừng nói nhảm nữa, ta hỏi ngươi, hiện tại ta có thể phát động ra toàn bộ 10 phần kiếm khí huyền hoàng của kiếm đồ long hay không? Dương Bách Xuyên thẳng thắn hỏi. Đối với kiếm đồ long, lão già kiểu gì cũng không nhìn thấu, Dương Bách Xuyên cũng rất bất lực, thật không biết trong tay mình là pháp khí, hay là ông nội. Cứ nói linh kiếm sẽ có linh tính, đều có thể tự động bảo vệ chủ nhân, nhưng kiếm linh của kiếm đồ long từ trước đến giờ chưa từng chủ động đi ra giúp chủ nhân mình mà luôn im lặng. Cứ giống như lão già luôn ngủ say, sẽ không tự mình nhảy ra ngoài. Điều này khiến cho Dương Bách Xuyên cảm giác pháp khí của mình chính là một cao thủ. Luôn cảm giác uy lực kiếm đồ long của hắn đến nay vẫn chưa phát huy ra 1/10. Mỗi lần chiến đấu đều dựa vào độ cứng rắn của chính kiếm đồ long để đè bẹp kẻ thù. Trong đó uy lực linh tính hoàn toàn không được phát huy. Chỉ có duy nhất kiếm khí huyền hoàng có thể phát động ra, nhưng cũng chỉ có 6 phần, theo tu vi của hắn tăng lên, 6 phần kiếm khí huyền hoàng cũng không đủ dùng. Lúc này nghe kiếm linh của kiếm đồ long lười biếng nói, trong lòng Dương Bách Xuyên cực kỳ nóng nảy. Nếu không phải lão già cũng nhìn không thấu lai lịch kiếm đồ long, nhận định kiếm đồ long là một bảo vật, Dương Bách Xuyên đã sớm thay thế nó từ lâu. Hắn tức giận đùng đùng nói với kiếm linh xong, chờ kiếm linh trả lời. Chỉ nghe kiếm linh thuận miệng nói, à, có thể đó, ta mở phong ấn của 4 phần kiếm khí huyền hoàng còn lại ra cho chủ nhân là có thể phát động ra 10 phần lực lượng của kiếm khí huyền hoàng. Đã có thể, dùng từ lâu à, nghe kiếm linh nói, Dương Bách Xuyên tức giận đến mức suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Đã biết sớm có thể dùng vì sao không cho ta dùng. Chủ nhân à, người cũng không hỏi ta, thực lực của ta quá mức cường đại, chút tu vi này của ngươi cũng chỉ dùng lấy năng lực kiếm khí huyền hoàng. Nói thật, kiếm đồ long lợi hại này để ngươi cầm đúng là lãng phí, tu vi quá thấp, căn bản là không phát động được lực lượng trong ta. Ta cũng không thể chủ động cho ngươi sử dụng lực lượng kiếm khí được. Thứ nhất ngươi không khống chế được, thứ hai sẽ gây tổn hại cho ta, không có lợi ích gì. Cho nên cũng chỉ cần vậy thôi. Kiếm linh trả lời khiến cho trong lòng Dương Bách Xuyên nghẹn một hơi, càng thêm nóng nảy nhưng cũng không thể nói gì. Bởi vì dựa theo những gì tên này nói, căn bản hắn cũng không đủ tư cách sử dụng kiếm đồ long, loại tình huống hiện tại này chẳng qua là có thể miễn cưỡng khống chế mà thôi. Muốn tức giận cũng không có thời gian, cũng không thể tìm thấy lý do thích hợp. Kiếm linh nói chuyện vẫn là tùy tiện như trước kia. Trong lời nói để lộ ra khinh thường,
khinh thường tu vi của hắn là đồ bỏ đi. Lọt vào trong tai Dương Bách Xuyên thật sự rất khó chịu, hiện tại hắn tốt xấu gì cũng là hợp thể cảnh đại viên mãn, đặt ở tu chân giới cũng coi như tiến vào hàng ngũ tu sĩ cao cấp, nhưng ở trong miệng kiếm linh của kiếm đồ long, hắn chính là đồ bỏ đi. Tức thì tức, Dương Bách Xuyên lại xác định một điều là cấp bậc kiếm đồ long rất có thể đã đạt tới một trình độ mà hắn cũng không thể tưởng tượng được. Giờ phút này Nguyên Thần Huyễn đã thúc Hắc Lân Mãng di chuyển mà đến, Dương Bách Xuyên không kịp lý luận cùng kiếm linh của kiếm đồ long, hừ lạnh nói, khai phong đi. Như ngươi mong muốn. Kiếm linh dứt lời, kiếm đồ long Dương Bách Xuyên cầm trong tay đột nhiên rung lên, phát ra một âm thanh trầm trầm. Ong. Khẽ niệm một tiếng dài, thậm chí Dương Bách Xuyên mơ hồ nghe được có tiếng rồng ngâm vang lên. Kiếm đồ long bộc phát ra ánh sáng bạc rực rỡ, hóa thành một mặt trời nhỏ, ngay sau đó tản ra khí tức lạnh đến thấu xương, làm cho Dương Bách Xuyên không nhịn được dùng mình một cái. Growl. Lúc này Hắc Lân Mãng dưới sự điều khiển của Nguyên Thần Huyễn, hướng về phía Dương Bách Xuyên giống giận lên, há ra cái miệng đầy máu, phun ra một ngụm khí độc cực kỳ hôi thối. Dương Bách Xuyên có thân thể pháp tướng, tuy là không sợ độc của Hắc Lân Mãng nhưng không có cách nào chống đỡ lực lượng công kích của Nguyên Thần Huyễn và Hắc Lân Mãng kết hợp, không dám có chút sơ suất nào, sau khi niệm thành đạo ấn lưu chuyển duy trì ở trên kiếm đồ long, thúc dục chân khí của kiếm đồ long. Khoảnh khắc tiếp theo, kiếm đồ long đùng đùng chấn động, rung chuyển mà lên, kiếm khí cường đại như tràn ngập không gian, hơi lạnh làm cho nhiệt độ xung quanh giảm xuống rất nhiều. Nguyên Thần Huyễn đứng ở trên đầu Hắc Lân Mãng, đột nhiên cảm nhận được khí tức của thanh kiếm trong tay Dương Bách Xuyên phát ra, không khỏi rùng mình. Nguyên Thần Huyễn cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ thanh kiếm trong tay Dương Bách Xuyên, sắc mặt lão ta thay đổi. Mà đối với Dương Bách Xuyên, kiếm linh của kiếm đồ long giải phóng 4 phần kiếm khí huyền hoàng còn lại, lực lượng 10 phần kiếm khí huyền hoàng đích xác làm cho hắn có tự tin mình mạnh hơn. Hơn nữa duy trì thành đạo ấn trường sinh chí tôn, uy lực của một kiếm này cuối cùng cũng khiến hắn có lòng tin. Chém. Đột nhiên chém xuống Nguyên Thần Huyễn và Hắc Lân Mãng. Thân thể pháp tướng cao 30 thước, tay cầm kiếm đồ long bộc phát ra kiếm khí dài hẳn 9 trượng, khí thế như núi. Mà giờ phút này, độc khí của Nguyên Thần Huyễn và Hắc Lân Mãng đã hóa thành hình thái một con mãng xà, mở miệng lớn muốn cắn tới. Đối với Dương Bách Xuyên thì đây là một lần thăm dò xem 10 phần kiếm khí huyền hoàng có thể phát huy uy lực cỡ nào, hoặc là nói thăm dò kiếm khí và thần thông chí tôn thần kết hợp sẽ có lực lượng thế nào. Thật ra Dương Bách Xuyên rất tin tưởng thần thông thập nhị chí tôn, bởi vì đây là thần thông do lão già tự mình sáng tạo ra, theo lời lão già nói. Thời điểm tu luyện thập nhị kiếp tán tiên, mỗi một kiếp ông đã sáng tạo ra một loại thần thông chí tôn, cuối cùng lại không truyền thụ thần thông thứ 12 cho đại sư huynh, nhị sư huynh và tiểu sư tỷ, mà truyền thụ tất cả thần thông chí tôn cho người đệ tử ngoại môn như hắn, còn dặn dò hắn sau này hãy truyền thụ chiêu thần thông cuối cùng của thập nhị chí tôn cho sư huynh sư tỷ. Có thể nói thần thông thập nhị chí tôn là thần thông sau khi lão già hoàn thiện trong bình càn khôn, thần thông càng toàn diện càng cường đại. 12 loại thần thông đều là tâm huyết cảm ngộ của lão già. Thay vì nói Dương Bách Xuyên tự tin về sự cường đại của thần thông thập nhị chí tôn, chỉ bằng nói Dương Bách Xuyên có lòng tin tuyệt đối đối với lão già. Càng có tu vi cường đại thì uy lực của thần thông chí tôn sẽ được phát huy càng lớn, hiện giờ Dương Bách Xuyên mới tìm hiểu chiêu thứ hai, vẫn còn tròn 10 đại thần thông phía sai. Hơn nữa, hiện tại tu vi của hắn đang là hợp thể cảnh đại viên mãn. Việc tìm hiểu và tu luyện thần thông chí tôn cũng chỉ phát huy ra uy lực có hạn, chờ sau này tu vi của hắn càng cao thì có thể phát huy ra thần thông chí tôn càng thêm cường đại. Cũng chỉ có lão già mới có thể xưng thần thông là chí tôn, chỉ e tu chân giới cũng không có mấy người như thế. Lúc này thì triển ra một kích ra chỉ lực lượng thành đạo ấn trường sinh chí tôn và 10 phần kiếm khí huyền hoàng của kiếm đồ long, Dương Bách Xuyên không dám chắc có thể một kích giết chết Hắc Lân Mãng. Nhưng tuyệt đối sẽ không giống trước đó là đánh một đòn ngang tài ngang sức. Một kích này cũng là một kích mà Dương Bách Xuyên cắn răng thi triển, uy lực của thành đạo ấn trong một lần tiêu hao rất nhiều chân khí trong cơ thể hắn. Một kích này Dương Bách Xuyên cũng có phần đánh cược ở trong đó, nếu vẫn không thể làm Hắc Lân Mãng Nguyên Thần Huyễn chết tươi hoặc là bị thương thì coi như hắn xui xẻo rồi. Ánh sáng kiếm khí màu ngân kim là do thành đạo ấn và kiếm quang của kiếm đồ long đan sen tạo thành kiếm khí. Miệng Dương Bách Xuyên phun ra một chữ chém.
mà nguyên thần huyễn và hắc lân mãng dung hợp lực lượng, hóa thành hình dạng mãng xà độc khí, khí thế cũng giống như hồng phi cắn xé xuống. Kiếm khí và độc khí cuối cùng giao nhau. Ầm ầm. Ngay sau đó, âm thanh như tiếng sấm vang lên. Ngao. Rừ. Trong kiếm khí mơ hồ có tiếng rồng ngâm vang lên, trong độc khí lại truyền đến tiếng gào thét của mãng xà. Một cảnh tượng rất quỷ dị đang xảy ra giữa trận chiến vào giờ khắc này. Một kiếm của Dương Bách Xuyên trong nháy mắt đón đầu chém xuống, sau đó bị hắc lân mãng phun ra độc khí nuốt chửng ngay tức thì. Nhìn bề ngoài thì có vẻ kiếm khí của Dương Bách Xuyên rơi vào thế hạ phong, nhưng cũng chính vào lúc này, độc khí của hắc lân mãng biến thành con mãng xà. Sau khi nó thôn vệ dưới kiếm khí của Dương Bách Xuyên thì đột nhiên chấn động, thân thể độc khí to lớn dừng lại giữa không trung, giống như là bị định cách thân thể. Như thể thời gian đã bị ngừng lại vào giờ phút này. Phốc, chẳng mấy chốc, nguyên thần huyễn đột nhiên hộc máu ra, hắc lân mãng thì phát ra tiếng rên rỉ. Ngay sau đó, khóe miệng Dương Bách Xuyên cũng hơi nhếch lên, lộ ra ý cười. Lúc này, sau khi mãng xà độc khí dừng lại khoảng 3 hơi thở thì nổ tung ầm ầm, thân thể độc khí cực lớn phân giải trong nháy mắt, lập tức tan thành mây khói, biến mất trong thiên địa. Một kích này, Dương Bách Xuyên hơn nguyên thần huyễn một bậc. Nhưng hắn cũng không dễ chịu gì, bởi vì sau một kích này chân khí trong cơ thể hắn gần như đã hao hết. Không đủ để hắn nhìn thấy hắc lân mãng gục ngã, sau khi nhìn thấy nguyên thần huyễn hộc máu, trong lòng hắn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì mặc dù chân khí của hắn hao hết, thế nhưng chân khí của nguyên thần huyễn và hắc lân hung cũng suy yếu dần. Lúc này, hiển nhiên hai bên đều bị thương nặng. Pháp tướng cao khoảng 30 thước của Dương Bách Xuyên cuối cùng chống đỡ không nổi, sau khi kim quang lóe lên, thân thể khôi phục kích cỡ bình thường. Lòng bàn tay lập tức xuất hiện hai viên linh đào mẫu thụ, Dương Bách Xuyên há miệng, vừa mở miệng đã nuốt hai linh đào vào để bổ sung chân khí bị hao hết trong cơ thể. Hắn nằm trên mặt đất bình tĩnh nhìn chằm chằm nguyên thần huyễn nói, nguyên thần huyễn lão bất tử, nếu ngươi chỉ có chút năng lực này, tiểu gia có thể trở tay chém chết lão cẩu ngươi. Hắn nói như thế thật ra chính là muốn kéo dài một chút thời gian để khôi phục chân khí trong cơ thể. Giờ phút này, sắc mặt nguyên thần huyễn tái mét, nghe được Dương Bách Xuyên nói lời châm chọc, lão ta cũng không biết nói gì, lão ta thật sự không ngờ Dương Bách Xuyên có thể bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy. Không ngờ có thể quyết liệt chiếm giữ tay trên hắn. Vừa rồi kiếm khí của thanh kiếm trong tay Dương Bách Xuyên vô cùng cường đại, làm cho nguyên thần huyễn cảm thấy kinh hãi, hơn nữa còn kết hợp với thần thông lúc trước và trường sinh điện nhất mạch tương thừa, hai thứ này kết hợp với nhau làm bộc phát ra lực lượng khiến hắn hộc máu. Là một lão quái vật tu luyện mấy ngàn năm, nguyên thần huyễn đương nhiên biết, muốn kết hợp lực lượng kiếm khí với thần thông khó khăn cỡ nào, thế nhưng Dương Bách Xuyên lại làm được trong nháy mắt. Thiên tư ngộ tính cỡ này quả thực khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Nguyên thần huyễn nheo mắt lại, nội tâm lại nói với mình, tiểu tử này quá nghịch thiên, nhất định phải giết chết hắn, nếu không một khi hắn chạy trốn, ngày sau chính là tai họa lớn. Ở trong mắt Dương Bách Xuyên nhìn lại, hình như nguyên thần huyễn cũng không vẻ kinh hoàng như trong tưởng tượng của hắn, tuy là lão bất tử hộc máu nhưng có vẻ rất bình tĩnh. Quả nhiên. Sau một khắc chỉ nghe nguyên thần huyễn nói, tiểu tử, trò chơi cũng nên kết thúc rồi, không thể không thừa nhận tiểu tử ngươi là quái thai lần đầu tiên lão phu gặp đấy, không hề kém những thánh tử thánh nữ của thánh địa kia chút nào. Nhưng mà, giọng nói của nguyên thần huyễn ngập ngừng, nhưng nếu ngươi cho là lão phu chỉ có chút thủ đoạn này thì sai lầm lớn rồi, lão phu là địa tiên tam chuyển, nói một câu kiêu ngạo thì ngoại trừ một vài tu chân giả tồn tại vượt qua hạn chế quy luật ra, ta chính là tồn tại đứng ở đỉnh kim tự tháp. Tuy là từ địa vực bên kia qua đây, tu vi cảnh giới đại thừa cảnh trở lên đều bị áp chế thành độ kiếp đại viên mãn, nhưng vậy thì sao chứ? Ngươi thật sự cho rằng lão phu tu luyện độc tu chỉ để làm màu sao? Lúc trước ta bị thương nên mới bị tiểu tử ngươi chui vào lỗ hổng, lần này. Ngươi nghĩ là lão phu còn cho ngươi cơ hội sao? Giờ phút này, cách nguyên thần huyễn nói chuyện hoàn toàn giống như biến thành một người khác, mang theo hàn ý âm lãnh. Trong lời nói cũng tràn ngập ý chế giễu, lúc lão ta nhìn Dương Bách Xuyên giống như là thợ săn tập trung vào con mồi đã chạy trốn đến góc chết, một đôi mắt già tràn đầy vẻ khinh thường. Dương Bách Xuyên hừ lạnh, không thèm để ý,
Vừa rồi hắn phát huy uy lực của thần thông trường sinh chí tôn và 10 phần kiếm khí huyền hoàng đã chứng minh bây giờ hắn có năng lực đấu tay đôi với lão bất tử Nguyên Thần Huyễn. Theo hắn thấy, lúc này Nguyên Thần Huyễn uy hiếp hắn chỉ là đang tìm lối thoát cho lão ta mà thôi. Hắn hừ lạnh rồi nhìn Nguyên Thần Huyễn nói, Nguyên lão bất tử, đến giờ này mà ngươi vẫn muốn uy hiếp ta. Có ích gì sao, hơn nữa, ta hoàn toàn không nghĩ tới việc trêu chọc ngươi. Từ đầu đến cuối đều là ngươi cùng lão cẩu khoác ra người phong em mờ dương mưu tính ta. Chẳng qua ta chỉ muốn tự bảo vệ mình thôi. Còn về Lục Yên Chi, lão bất tử ngươi còn luôn miệng nói nàng là đồ đệ của ngươi, ta khinh. Lão già không biết xấu hổ, từ nhỏ nhẫn nuôi Lục Yên Chi, lại chỉ coi nàng là một món thảo dược cho lão bất tử ngươi, mẹ nó, ngươi chính là một tên súc sinh không có nhân tính. Có biết ở trong lòng Lục Yên Chi, nàng đối xử với ngươi như phụ thân. Nhưng ngươi lại chỉ là coi nàng là linh dược, ngươi không xứng làm người, chẳng trách ngươi và Phong Em Mờ Dương lăn lộn cùng nhau, cùng lắm chỉ là một súc sinh khoác ra người mà thôi. Ngươi, câm miệng, Nguyên Thần Huyễn giận dữ cắt ngang lời Dương Bách Xuyên, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, lão ta nghe Dương Bách Xuyên nói, trong ánh mắt hiện lên sự phức tạp và thống khổ nhưng lập tức lại biến thành lạnh lùng, lão ta hét lớn. Ngươi thì biết cái gì? Ngươi không hiểu gì cả. Lão Phu tu luyện suốt 3.850 năm, từ một người phàm nhân bắt đầu tu luyện, từ một tiểu thế giới có linh khí yếu ớt cố gắng bước tiếp, có thể đi đến hôm nay có bao nhiêu khó khăn. Ngươi, biết không? Nói đến đây, Nguyên Thần Huyễn bày ra bộ mặt dữ tợn, giống lên. Lời nói của Nguyên Thần Huyễn tràn đầy căm giận, lão gầm lên về phía Dương Bách Xuyên, dừng lại một lúc rồi mới nói. Lão Phu có thể đi tới ngày hôm nay không phải là điều mà một tu nhị đại xuất thân từ thánh đại như ngươi có thể hiểu được. Đừng nói tới một Lục Yên Chi được Lão Phu nuôi dưỡng, dù cho là 10 Lục Yên Chi, chỉ cần có thể giúp ta độ qua tán tiên tiếp lần thứ tư, giết nàng ta thì có làm sao? Con đường tu đạo vốn vô tình, huống chi là Lão Phu. Tiểu tử, nên kết thúc trò chơi rồi, sau đây Lão Phu sẽ giúp ngươi được mở mang kiến thức, thế nào là thủ đoạn? Dứt lời, Nguyên Thần Huyễn kết hai tay thành pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm những thuật ngữ khó hiểu, nghe vô cùng quỷ dị. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên nhìn thấy sau lưng Nguyên Thần Huyễn tản ra vầng sáng lờ mờ, dần dần hình thành một hư ảnh cao 3 trượng. Ngoại trừ gương mặt không rõ, hư ảnh sau lưng Nguyên Thần Huyễn mặc trang phục cổ xưa, cái đầu rất to, nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện mỗi sợi tóc đều do rắn độc tạo thành, hư ảnh đang đứng trên lưng rùa màu đen, phía trước là đầu rồng. Và phía sau là đầu rắn. Xì, Huyền Vũ thần tượng. Dương Bách Xuyên hít một hơi lạnh, khi hắn bình tĩnh nhìn lại, thứ xuất hiện phía sau lưng Nguyên Thần Huyễn chính là mệnh tinh tượng Huyền Vũ tinh quân. Nhìn trang phục liền biết cấp bậc tổ tông, từ truyền thừa được biết, tinh quân một trong những tổ tông của mệnh tinh thần tượng, đây là loại cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa còn là loại hung thần địa sát như Huyền Vũ tinh quân. Trong ghi chép có nhắc tới hai loại Huyền Vũ tinh quân. Một âm một dương, pho tượng xuất hiện sau lưng Nguyên Thần Huyễn hiển nhiên là địa sát Huyền Vũ tinh quân, được hội tụ từ độc khí âm sát trên thế gian. Còn lại là Bắc Đầu tinh quân mang tính thuần dương, đối ứng với mệnh tinh cửu thiên, có thể dựa vào sức mạnh của mệnh tinh, tu vi càng thâm hậu thì mệnh tinh tượng càng vững chắc, hiện ra hư ảnh, nhìn mệnh tinh sau lưng Nguyên Thần Huyễn, ngoại trừ gương mặt mờ nhạt thì những chỗ khác đã gần như hiện ra đầy đủ, điều này chứng tỏ mệnh tinh tượng của Nguyên Thần Huyễn đã đạt tới quy thiên. Chắc chắn là rất mạnh, hoặc nói Nguyên Thần Huyễn thông qua lực lượng Huyền Vũ tinh quân sẽ rất lợi hại. Sau khi Dương Bách Xuyên nhìn thấy độc thần xuất hiện, trái tim bắt đầu đập loạn, ban đầu hắn còn tưởng Nguyên Thần Huyễn chỉ hù dọa mình, hiện tại xem ra lão già này còn có chuẩn bị, chiêu cuối chính là mệnh tinh tượng của lão ta. Mệnh tinh mang theo độc gần như ngưng thành thực thể, tất nhiên là vô cùng đáng sợ. Mặc dù mệnh tinh của Dương Bách Xuyên cũng có hai tượng Thái Dương Thái Âm, nhưng mệnh tinh tượng thì cũng không biết có phải hay không. Chuông Đông Hoàng và cánh cửa U Đô, cứ coi như là mệnh tinh thần tượng thì cũng không phải là đối thủ của Nguyên Thần Huyễn. Mệnh tinh thần tượng tấn công thần hồn, hấp thụ sức mạnh tinh thần trên trời cao, Dương Bách Xuyên biết hiện tại mình không có chút ưu thế nào. Lúc đầu khi nhìn thấy lão già kia hộc máu, trong lòng hắn còn đang vui vẻ, nhưng bây giờ thì như chìm đến tận xương tủy. Nghe giọng của Nguyên Thần Huyễn, lão ta giống như không thèm để ý, căn bản không lo lắng bất cứ điều gì. Lúc này, Dương Bách Xuyên không biết phải đối phó như thế nào, hắn cố gắng bình tĩnh, siết chặt kiếm đồ long trong tay,
thân thể nhanh chóng chuyển hóa linh lực của linh đào để bổ sung chân khí. Nhưng mà, hắn cảm thấy, cho dù hiện tại bổ sung chân nguyên trong cơ thể thì cũng không đấu nổi nguyên thần huyễn. Bởi vì sau khi huyền vũ mệnh tinh xuất hiện sau lưng nguyên thần huyễn, hơi thở uy áp tản ra khiến cho hắn cảm thấy áp lực, tim đập thình thịch. Gào. Dưới sự thúc giục của nguyên thần huyễn, hắc lân mãng gần như cáu kỉnh, nó thét lên tiếng kêu gào rồi bắt đầu bay lên. Giây sau, thần long vẫy đuôi mang theo sấm sét phá không quét tới phía Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nheo mắt, bỗng nhiên lui về phía sau, hắn không ngờ hắc lân mãng lại tấn công mà không báo trước, người ra tay không phải là nguyên thần huyễn. Ầm ầm. Dương Bách Xuyên nhảy sang trái hơn 10 mét để tránh đòn tấn công hắc lân mãng. Bên tai vang lên tiếng đinh nhai nhức óc, nơi Dương Bách Xuyên đứng vừa rồi bị cái đuôi của hắc lân mãng đập ra một cái hố cực lớn, cả mặt đất như rung lên, Dương Bách Xuyên tránh cách đó hơn 10 mét cũng thiếu chút nữa ngã xuống. Nhìn kỹ mới phát hiện, mặt đất nứt ra những khe như mạng nhện, lan rộng ra rất xa. Vết nứt lan tới tận dưới thành tường thì mới dừng lại, giống như thành tường có một loại sức mạnh nào đó gia cố, đòn tấn công của hắc lân mãng không ảnh hưởng được tới bức tường thành dày cộm kia. Giống, gào gào gào. Đúng lúc này, hắc lân mãng liên tục giống to, nghe tiếng như đang nóng nảy, Dương Bách Xuyên đoán chắc chắn là hắc lân mãng hoàn toàn bị nguyên thần huyễn khống chế, bắt đầu tấn công bất chấp. Trong tiếng giống giận, cái đuôi quất về phía Dương Bách Xuyên. Ầm. Dương Bách Xuyên thở hổn hển tránh né. Ầm ầm ầm. Lúc này, hắc lân mãng hoàn toàn phát điên, không ngừng tấn công Dương Bách Xuyên. Mà lúc này, Dương Bách Xuyên chỉ có thể tránh né, chân khí trong cơ thể hắn còn không đủ để chống đối một chí tượng thần thông, hơn nữa hắc lân mãng hoàn toàn ở trạng thái điên cuồng, không hề cho hắn cơ hội đánh trả. Mỗi khi hắn né tránh công kích của hắc lân mãng thì gót chân cũng đứng không vững, lỗ mũi ngửi thấy một mùi hôi thối gay nồng, vừa quay đầu đã thấy hắc lân mãng phun nọc độc tới. Dương Bách Xuyên giật mình, trong lòng khẽ động, pháp tướng thần tông được hình thành lần nữa. Xì xì. Nọc độc tanh hôi phun hết lên pháp tướng của hắn, phát ra tiếng xèo xèo, dưới sức mạnh của kịch độc, hắn phát hiện mình đã khôi phục lại chân thân. Dương Bách Xuyên nhảy lên tránh né hắc lân mãng, nghĩ lại vẫn thấy sợ, nếu như không có pháp tướng ngăn chặn, nếu ngụm kịch độc kia của hắc lân mãng rơi lên người hắn, cho dù có cơ thể sinh tử thì hắn cũng không chắc sẽ trụ được. Chớp mắt, sau lưng đã thấm mồ hôi lạnh, chỉ trong vòng 2 phút ngắn ngủi. Hắn bị hắc lân mãng điên cuồng tấn công, cả người ướt đẫm mồ hôi. Có lẽ là do liên tiếp phun khí độc và nọc độc nên hắc lân mãng cũng không thoải mái, cuối cùng thì thứ xúc sinh kia cũng chịu dừng lại. Mà Dương Bách Xuyên đã lùi tới cửa thành, có thời gian thở gấp. Nhìn về phía hắc lân mãng lúc này, thứ xúc sinh kia đang đứng cách đó 5-6 mét, cơ thể khẽ run lên. Mà nguyên thần huyễn đã biến mất khỏi đầu hắc lân mãng từ khi nào? Không nhìn thấy nguyên thần huyễn, trong lòng Dương Bách Xuyên cảm thấy bất an, ngẫm lại những lời lão già kia nói, giọng điệu lão ta còn mang theo mưu kế, nhưng bây giờ lại không thấy lão ta đâu. Sao hắn lại không lo lắng được? Lão già kia đi đâu rồi? Lại không nhìn thấy nguyên thần huyễn, Dương Bách Xuyên rất không yên tâm, chớp mắt đã không thấy đâu, ai mà biết lão già này lại bày trò gì. Lúc này, Dương Bách Xuyên trở nên cảnh giác. Hắn quan sát xung quanh cũng không thấy nguyên thần huyễn, chỉ thấy thân thể to lớn của hắc lân mãng đang uể oải trước mặt hắn. Ngay khi Dương Bách Xuyên đang tìm bóng dáng của nguyên thần huyễn khắp nơi, đột nhiên hắn nhìn thấy cơ thể to lớn của hắc lân mãng lăn lộn rồi đứng bật lên. Ánh mắt Dương Bách Xuyên giật giật, hắn nhìn thấy hắc lân mãng lượn vòng một đạo tia chớp màu xám lóe lên. Cùng lúc, Dương Bách Xuyên nhìn thấy bóng dáng nguyên thần huyễn xuất hiện. Lão già kia lại ẩn trong cơ thể hắc lân mãng, thi triển ám chiêu về phía hắn. Nhìn thấy một đạo tia sáng màu xám bay tới gần, mặc dù Dương Bách Xuyên không biết là gì nhưng hắn cảm giác được nhất định không phải thứ tốt lành gì. Không dám trực tiếp chống lại, lúc này Dương Bách Xuyên đang ở cửa thành, đối mặt với tấn công của nguyên thần huyễn, hắn xoay người, nếu đã không nắm chắc có thể đỡ được đòn tấn công thì dứt khoát tiến vào cổng thành. Dù sao thì cũng cùng đường. So với bên trong thành thì lúc này Dương Bách Xuyên càng sợ nguyên thần huyễn hơn, bởi vì đòn tấn công của nguyên thần huyễn đang ở ngay trước mắt, mà bên trong thành lại là một thế giới xa lạ. Theo như Thạch Thanh nói,
bên trong thành rất có thể sẽ tồn tại yêu thú cấp bậc tôn vương, với Dương Bách Xuyên mà nói thì ít nhất nguy hiểm bên trong thành không đáng sợ bằng nguyên thần huyễn, chỉ bằng đánh cuộc một lần, hắn cực nguyên thần huyễn không dám tiến vào trong thành. Hiện tại, Dương Bách Xuyên chính là vua cũng thua thằng liều, dù sao thì kết quả cũng như nhau, vậy thì cứ vào trong thành rồi đánh một trận. Lúc hắn xoay người đưa tay đẩy cánh cửa ngọc trắng, sau khi hai tay chạm tới cửa, bỗng nhiên truyền tới một sức mạnh to lớn hút hắn vào bên trong. Nhưng khoảnh khắc hắn xoay người chạm vào cửa thành, sau lưng hắn khẽ rung, cảm giác nóng rực đau như kim châm, Dương Bách Xuyên biết hắn đã bị ánh sáng xám của nguyên thần huyễn tấn công. Nhưng đã không còn quan trọng nữa, hắn bị sức mạnh từ cửa thành hút vào trong. Trời đất quay cuồng, Dương Bách Xuyên xuất hiện ở một nơi khác, hoặc nói đúng hơn là bên trong thành. Xoay người nhìn cánh cửa phía sau, vẫn đóng chặt như cũ, nhưng khi hắn tiến vào thì không phải là đẩy cửa mà là bị lực hút khổng lồ kéo vào. Lúc này, hắn biết trên cửa thành có một loại sức mạnh trận pháp nào đó, trải qua bao nhiêu năm tháng nhưng vẫn có tác dụng, cũng không vì trên cánh cửa đầy vết nứt mà tổn hại. Sau khi Dương Bách Xuyên tiến vào, hắn bình tĩnh nhìn qua, thành trì nguy nga đổ sộ xuất hiện trước mắt hắn. So với ngoại thành thì hoàn chỉnh hơn rất nhiều, từng cung điện lóe lên ánh sáng lấp lánh, cũng không phải bị tổn hại quá nhiều. Nhìn từ xa, Dương Bách Xuyên có ảo ảnh như mình đang ở trong Tử Cấm Thành, nhưng nơi này cực kỳ to lớn, giống như là hoàng cung của một vương triều cổ xưa nào đó. Phía sau bắt đầu truyền tới cảm giác đau đớn khi bị nguyên thần huyễn đánh trúng, giống như có lửa đang thiêu đốt bên trong cơ thể. Chân khí và máu cùng bốc cháy. Dương Bách Xuyên chịu đựng đau đớn, hắn hít sâu một hơi, lúc này Thạch Thanh vô cùng lo lắng, vội vàng chạy tới nói, chủ nhân, đi nhanh thôi, nguyên thần huyễn và Hắc Lân Mãng đuổi tới nơi rồi. Thạch Thanh không ngờ Dương Bách Xuyên sẽ tiến vào trong thành, nhưng cũng biết Dương Bách Xuyên không còn cách nào khác, hắn cũng theo sát phía sau. Dương Bách Xuyên nghe thấy Thạch Thanh hô lên thì quay đầu theo bản năng, trên cánh cửa ngọc trắng phía sau có ánh sáng lờ mờ, rõ ràng là Thạch Thanh nói không sai, lão già nguyên thần huyễn kia cũng theo tới rồi. Không kịp nhiều lời, chịu đựng khó chịu trong cơ thể, Dương Bách Xuyên dùng tấm phù mà Lâu Hải Đường đưa cho, rồi biến mất ngay tại chỗ. Chấm chấm chấm. Sau khi Dương Bách Xuyên biến mất, trên cửa thành lập lòe, nguyên thần huyễn và Hắc Lân Mãng đã tiến vào trong. Xem tiểu tử ngươi chạy đi đâu, nguyên thần huyễn tiến vào, lão nhìn về phía xa nói, dù không thấy bóng dáng của Dương Bách Xuyên nhưng lão cũng không vội. Bên trong thành hiển nhiên là rất quỷ dị, nếu là bình thường thì nguyên thần huyễn sẽ không vào trong mạo hiểm, nhưng bây giờ lão ta không còn đường lui, nhất định phải tóm được Dương Bách Xuyên, Lục Yên Chi còn đang trong tay của hắn ta. Nguyên thần huyễn đã đánh một trường khí độc lên lưng Dương Bách Xuyên, hắn có chạy tới đâu thì lão ta cũng có thể tìm được. Hơn nữa khí độc trên lưng hắn có thể xem như tinh hoa một đời dùng độc của lão ta, nếu không có thuốc giải thì chắc chắn Dương Bách Xuyên sẽ ngã ở một nơi nào đó, sói mòn cho tới chết. Lão ta tự tin với độc của mình hơn bất cứ ai, hơn nữa khí độc kia còn chứa độc từ đỉnh đầu Hắc Lân Mãng, hai loại độc kết hợp lại với nhau, cho dù là hạng cao thủ địa tiên thì nguyên thần huyễn cũng sẽ hạ được, huống chi Dương Bách Xuyên chỉ là tiểu tử cảnh giới hợp thể. Khẽ lật tay. Một con trùng nhỏ như lưu ly xuất hiện, nguyên thần huyễn nhẹ nhàng nói, bảo bối đi đi, mang ta tới tìm tên tiểu tử kia. Đây chính là trùng độc bổn mạng của nguyên thần huyễn, nhìn qua thì giống như trùng độc bản mạng của Khúc Minh Nguyệt, nhưng toàn thân nó lại sáng bóng, lấp lánh như lưu ly, trông cực kỳ đẹp mắt. Nhưng nhìn sau lưng, chỉ có mình nguyên thần huyễn mới biết kịch độc của nó mạnh tới mức nào, đòn tấn công vừa rồi sau lưng Dương Bách Xuyên chính là độc bản mạng của lão gia. Hiện tại hắn để trùng độc đưa mình đi tìm Dương Bách Xuyên, lão không tin là không tìm thấy. Trùng độc bản mạng xuất hiện, dù cho Dương Bách Xuyên chui vào ổ chuột thì lão ta cũng tìm được. Trùng độc trong suốt như lưu ly, sau khi nguyên thần huyễn ra lệnh, vèo một tiếng, trùng độc đập đôi cánh bay ra khỏi lòng bàn tay nguyên thần huyễn, hướng về phía xa. Sau khi trùng độc bản mạng của nguyên thần huyễn xuất hiện, thân thể của Hắc Lân Mãng rụt đầu lại, giống như cực kỳ sợ hãi. Nguyên thần huyễn dậm chân nhảy lên lưng Hắc Lân Mãng, chỉ huy nó đi về phía trước, ở bên trong thành, từ sau khi Hắc Lân Mãng tiến vào thì luôn mang dáng vẻ ủ rũ, lúc này bị nguyên thần huyễn đứng trên đầu sai khiến, nó phát ra tiếng kêu gào, giống như rất vui vẻ đi về phía trước. Xì xì. Hắc Lân Mãng có chút chống đối,
thè lưỡi rắn. Nguyên thần huyễn đứng trên đầu Hắc Lân Mãng, lão rậm chân nói, nghiệt xúc, ngay cả ngươi cũng muốn phản kháng sao? Đường đường là yêu thú cấp bậc đại lãnh chúa, có cái gì phải sợ? Cho dù ở đây có cấp tôn vương, còn có lão phu ở đây, ngươi sợ cái gì? Đi thôi, còn không đi thì lão phu sẽ chém ngươi trước đó. Dứt lời, nguyên thần huyễn bắn ra một đạo chân nguyên lên trán của nguyên thần huyễn. Gào! Ngay lập tức, Hắc Lân Mãng phát ra tiếng kêu đau đớn, thân thể cao lớn run rẩy, trông cực kỳ thống khổ, nhưng không dám làm trái mệnh lệnh của nguyên thần huyễn. Thân hình khổng lồ đi về phía trước, ngoan ngoãn nghe theo sai khiến của nguyên thần huyễn, đi sau trùng độc bản mệnh. Mệnh môn của Hắc Lân Mãng nằm ở màu thịt trên đầu, bị nguyên thần huyễn khống chế trong tay, tất nhiên không dám làm trái lời nguyên thần huyễn. Rõ ràng trong thành này có thứ gì đó khiến cho Hắc Lân Mãng vô cùng sợ hãi, nên mới không tình nguyện tiến vào, nhưng đâu còn cách nào khác, rơi vào tay lão độc dược nguyên thần huyễn. Loại người có nhiều thủ đoạn như lão ta, cho dù là yêu thú cấp đại lãnh chúa thì cũng không chống lại được. Mà nguyên thần huyễn sao lại không biết trong thành có chút kỳ lạ được. Nhưng lão ta không có cách nào khác, hoặc nói đúng hơn là lão không có đường lui. Lục Yên Chi là hy vọng của lão, Dương Bách Xuyên là kẻ thù, hiện tại là hy vọng về y đạo, chỉ khi bắt được Dương Bách Xuyên, tìm thấy Lục Yên Chi, tới khi đó lão ta sẽ uy hiếp Dương Bách Xuyên, luyện hóa Lục Yên Chi. Nguyễn Thần Huyễn mới có hy vọng độ qua thiên kiếp tán tiên lần thứ tư. Rõ ràng biết rõ nơi này quỷ dị, nhưng lão vân tiến vào trong để đánh một trận cuối cùng. Dù sao thì đối với Nguyên Thần Huyễn mà nói, không có ách nan độc thể của Lục Yên Chi thì lần này độ kiếp, lão ta chỉ có con đường chết, có được ách nan độc thể trời sinh của Lục Yên Chi thì lão ta sẽ có hy vọng. Vấn đề bây giờ là, Dương Bách Xuyên đã thu Lục Yên Chi vào trong pháp bảo động thiên. Mà Dương Bách Xuyên lại giết chết người có thể luyện chế ách nan độc thể cho lão ta phong âm dương, thế nên mục tiêu của Nguyên Thần Huyễn đã xảy ra thay đổi. Trên người Dương Bách Xuyên có thần ma y điển, tay nghề y đạo hẳn là cũng không thua kém gì phong âm dương, tóm được Dương Bách Xuyên để hắn ta luyện hóa Lục Yên Chi, với Nguyên Thần Huyễn thì đây chính là con đường duy nhất. Lão ta đi tới bước đường này, cho dù trước mặt là vực sâu thì lão ta cũng chỉ có thể nhảy. Di tích thành cổ ở Thái Hoang, nhất là nội thành, Nguyên Thần Huyễn nhìn hoàn cảnh xung quanh bốn phía, trong lòng thầm suy đoán, nơi này có lẽ là thủ phủ của yêu tộc cổ xưa nào đó, bởi vì phong cách kiến trúc nơi này không giống với loài người. Dấu hiệu không hợp tác của Hắc Lân Mãng đã chứng minh điều kỳ quái của nơi này, nhưng Nguyên Thần Huyễn không thể quay đầu, tới tận bây giờ cũng là do lão cắn răng kiên trì. Trong lòng cũng đang nhảy lên, lão sợ vào một lúc nào đó. Bên trong quần thể cung điện tương đối hoàn chỉnh này đột nhiên có một yêu thú cấp tôn vương nào đó nhảy ra. Nhưng nghĩ lại, tên tiểu tử Dương Bách Xuyên kia còn dám tiến vào, Nguyên Thần Huyễn càng không có lý do để lùi bước. Dương Bách Xuyên chính là đang đánh liều, hiện tại, sao lão ta lại không thể thử? Không tiếc để trùng độc bản mệnh đi tìm Dương Bách Xuyên, đây chính là quyết đánh đến cùng. Nhưng nghĩ lại, Dương Bách Xuyên đã trúng phải trùng độc. Đó chính là tinh hoa dùng độc cả đời của lão ta, ở một mức độ nào đó, cái mạng nhỏ của Dương Bách Xuyên đã bị lão nắm trong lòng bàn tay, bây giờ chỉ cần đợi tìm thấy hắn thì lão sẽ khiến cho hắn ta sống không bằng chết, nếu không tiếp tục thì cũng không còn lựa chọn khác. Mà lúc này, Dương Bách Xuyên loạng choạng tiến vào cung điện Bạch Ngọc với Thạch Thanh, đi dọc sâu theo con đường, tới trước đại điện hình tròn, bỗng nhiên Dương Bách Xuyên phun ra một ngụm máu. Phụt. Chủ nhân. Người thế nào rồi? Thạch Thanh thấy Dương Bách Xuyên phun ra máu thì lo lắng. Lão già Nguyên Thần Huyễn quá mạnh, ta không chống lại được. Thạch Thanh, ngươi xem có đi vào tòa cung điện kia được không? Ta cần luyện hóa kịch độc trong cơ thể. Lúc nói chuyện, vẻ mặt Dương Bách Xuyên cực kỳ dữ tợn, chân khí và máu trong cơ thể đã đạt tới trạng thái cực kỳ xấu, nếu không luyện hóa độc thì hắn sẽ rất nguy hiểm. Thạch Thanh nghe vậy thì bay nhanh đạp tới cửa đại điện. Sau một tiếng nặng nề, Thạch Thanh mở toang cửa chính. Chủ nhân, không có cấm chế, chúng ta mau vào thôi. Đi. Dương Bách Xuyên cố nhịn cơn đau đớn rồi bước chân vào trong điện, Thạch Thanh đóng cánh cửa lại. Đại điện rộng chừng 300 mét vuông, Dương Bách Xuyên vừa tiến vào liền phất tay bày ra cấm chế. Thạch Thanh hộ pháp cho ta. Hắn vội vàng dặn dò một câu. Chuẩn bị ngồi xếp bằng luyện hóa độc trong cơ thể. Lúc này,
hắn cảm giác máu trong cơ thể mình như đang bốc khói, mà chân khí cũng đang nóng lên, cả chân khí và máu đều bị tổn hại nghiêm trọng. Rõ ràng không nhìn thấy lửa nhưng lại không như đang bốc cháy, vô cùng đau đớn, từ đầu tới giờ, hắn thậm chí còn phát hiện chân khí và máu của mình như đang sôi trào. Hệt như nước đá thả vào chảo dầu, nước lửa trái nhau. Điều mà hắn cần làm lúc này là phải luyện hóa nước đá ở bên trong chảo dầu thì mới có thể bình ổn lại được. Điều này quá khó với hắn. Nhưng ngay lúc này, Thạch Thanh đột lên la lớn, chủ nhân, không xong rồi, Hắc Lân Mãng và Nguyên Thần Huyễn đã đuổi tới nơi rồi. Dương Bách Xuyên nhíu mày, Nguyên Thần Huyễn theo sát khiến hắn bất ngờ, treo lý mà nói thì nơi này không thể sử dụng linh thức, nếu muốn tìm thấy hắn thì cũng không nhanh như vậy được. Nhưng mà hắn vừa bước chân vào trong đại điện thì Nguyên Thần Huyễn đã đuổi tới nơi, lão ta rõ ràng có bí thuật truy vết nào đó, bây giờ ngẫm lại, 8-9 phần là do động ở sau lưng hắn rồi. Cứ theo đà này thì hắn đi tới đâu thì Nguyên Thần Huyễn cũng có thể tìm thấy ngay lập tức, nhất định phải luyện hóa độc trong cơ thể thì mới thoát khỏi theo dõi của lão già Nguyên Thần Huyễn. Nếu không, ưu thế của hắn ở chỗ này sẽ không có tác dụng gì, mà vấn đề quan trọng nhất lúc này là, Nguyên Thần Huyễn đã đưa độc vào trong cơ thể hắn, đây mới là thứ khiến hắn mất mạng. Độc trong cơ thể đã bắt đầu có tác dụng, cơn nóng hầm hập càng ngày càng mãnh liệt, sớm muộn gì cũng sẽ ăn mòn lưỡng nghi tử phủ và kinh mạch của hắn, bắt buộc phải nghĩ biện pháp kịp thời xử lý độc tố. Nhưng mà, độc của lão già Nguyên Thần Huyễn cũng quá mạnh, Càn Khôn Tạo Hóa Quyết đã bị độc trong cơ thể áp chế đến mức tháo chạy, trạng thái của hắn bây giờ hết sức nguy hiểm. Nghe Thạch Thanh nói vậy, Dương Bách Xuyên thả linh thức đi xem thử, quả nhiên là nhìn thấy Nguyên Thần Huyễn đang đứng trên đầu Hắc Lân Mãng, bọn họ xuất hiện cách đại điện chưa tới 100 mét. Địa sát huyền vũ thần tượng vẫn đang hiện lơ lửng sau lưng lão ta, dường như Nguyên Thần Huyễn luôn có một loại tà khí vây quanh. Lúc này, Dương Bách Xuyên không tránh khỏi có chút vội vàng, bây giờ hắn xoay người bỏ chạy cũng không khả thi, hơn nữa cho dù chạy cũng chẳng có ý nghĩa gì, cuối cùng thì vẫn bị Nguyên Thần Huyễn tìm được. Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên phất tay nói với Thạch Thanh, đừng phản kháng. Dương Bách Xuyên vung tay lên, thu Thạch Thanh vào trong không gian càn khôn, sau đó hắn lảo đảo đi tới một góc đại điện, thu luôn bản tôn của hắn vào bên trong không gian. Lúc này, hắn không có cách nào tốt hơn để đi đối phó với Nguyên Thần Huyễn, độc trong cơ thể sắp bùng nổ, lưỡng nghi tử phủ cũng hỗn loạn, hắn cảm giác máu của mình như sôi sùng sục, toàn thân như sắp nổ tung. Nếu không tiến vào không gian càn khôn thì cũng chẳng còn cách nào khác. Mặc dù trốn trong này có hơi mạo hiểm, nguy cơ bị Nguyên Thần Huyễn phát hiện ra bình càn khôn, nhưng trước mắt thì đây là cách tốt nhất hắn có thể nghĩ được. Ít nhất thì sau khi vào trong không gian càn khôn, hắn có thể cắt đứt nguy hiểm độc tố sau lưng bị Nguyên Thần Huyễn truy vết, vào trong này cũng có thời gian luyện hóa độc tố. Cho dù Nguyên Thần Huyễn phát hiện ra bình càn khôn thì cũng không còn cách nào khác. Nhưng bình càn khôn sẽ không tản ra bất cứ dao động khí tức nào, nếu như Nguyên Thần Huyễn sơ ý thì sẽ không nghĩ tới bảo vật bình càn khôn, lão sẽ không ngờ tới hắn tiến vào trong không gian. Đây là con đường duy nhất. Cấm chế mà hắn bày ra kia cũng không ngăn nổi Nguyên Thần Huyễn. Dương Bách Xuyên để ý lão già Nguyên Thần Huyễn, từ sau khi mệnh tinh tượng xuất hiện, càng ngày càng quỷ dị hơn, rất có khả năng dưới điều kiện quy luật ở Thái Hoang, thực lực sẽ được tăng tới trạng thái cao nhất. Cộng thêm thủ đoạn sai khiến Hắc Lân Mãng, Dương Bách Xuyên càng không có lòng tin lấy cứng đối cứng với Nguyên Thần Huyễn. Mặc dù hắn có ấn trường sinh chí bảo, phát huy được toàn bộ sức mạnh của huyền hoàng kiếm khí, nhưng chân khí và thần hồn bị hao tổn quá nhiều, không chống đỡ được bao lâu, cho dù có thể thi triển được chiến kỹ thần thông thì cũng không chắc thắng được Nguyên Thần Huyễn. Chạy trốn gần như là con đường duy nhất. Sau khi tiến vào trong bình càn khôn, Dương Bách Xuyên choáng váng ngã lăn ra đất. Cơ thể hắn hiện tại vô cùng đau đớn, hắn vẫn là khinh thường độc của Nguyên Thần Huyễn, độc này quá kinh khủng. Bây giờ hắn mới phát hiện, độc của Nguyên Thần Huyễn đã vượt qua mức tàn nhẫn mà hắn có thể tưởng tượng, ngoại trừ thiêu đốt máu tươi và chân khí, hiện tại hắn còn không thể sử dụng sức mạnh thần hồn. Hắn vừa sử dụng lực lượng thần hồn, không nghĩ tới độc tố sẽ chạy nhanh hơn, khiến cho chân khí và máu càng thêm sôi sục. Phụt! Lại phun ra một ngụm máu, toàn thân hắn đã mất hết sức lực, chỉ có nóng như thiêu đốt và cơn đau như ngàn vạn con kiến ăn mòn xương cốt,
trên trán bắt đầu xuất hiện những hạt mồ hôi hột. Dương Bách Xuyên không nhịn được hét lên đầy đau dớn. Hắn nằm im trên mặt đất không nhúc nhích. Chỉ cảm thấy máu và chân khí như bị độc trong cơ thể đồng hóa càng ngày càng nghiêm trọng, kinh mạch và lưỡng nghi tử phủ xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Toi đời rồi. Dương Bách Xuyên lẩm bẩm, ý thức của hắn trở nên mơ hồ, muốn kêu gọi Hắc Liên giúp mình, nhưng hắn hoảng sợ phát hiện, hắn bây giờ ngay cả sức để gọi Hắc Liên cũng không có. Thân thể và sức mạnh thần hồn đã rất suy yếu, hoàn toàn bị độc trong cơ thể làm cho tê liệt. Độc của nguyên thần huyễn không chỉ độc thân thể mà còn có ảnh hưởng rất lớn tới nguyên thần. Hắn nghĩ, cũng chỉ có Hắc Liên mới có thể giúp đỡ, bây giờ thì hay rồi, hắn mất luôn cả cảm ứng liên hệ với nguyên thần. Sau khi Dương Bách Xuyên hét lên đầy đau đớn, ý thức của hắn ngày càng yếu đi. Đúng lúc này, bên tai hắn vang lên một giọng nói đầy lo lắng, Dương đại ca. Chủ nhân. Chi chi. Chủ nhân, người làm sao vậy? Trước mắt hắn đã xuất hiện Lục Yên Chi, thú ngũ hành, chồn nhỏ và bóng dáng của Thạch Thanh. Dương Bách Xuyên muốn nói chuyện nhưng không có sức, mí mắt ngày càng nặng, hắn hoàn toàn mất đi ý thức. Chấm chấm chấm. Ngay sau khi Lục Yên Chi phát hiện ra Dương Bách Xuyên tiến vào trong không gian càn khôn, nàng vội vàng chạy tới, từ xa đã nghe thấy tiếng gào đau đớn của Dương Bách Xuyên. Sau khi nàng và đám thú ngũ hành chạy tới cạnh Dương Bách Xuyên, Lục Yên Chi nhìn thấy dáng vẻ nằm dưới đất của hắn, sắc mặt nàng liền thay đổi, thất thanh nói, Độc Lưu Ly. Thân là đồ đệ của Nguyên Thần Huyễn, nàng hiểu rõ lão ta nhất, lúc này nhìn thấy trên gương mặt mờ mịt của Dương Bách Xuyên mang theo 7 loại màu sắc như ẩn như hiện, chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra Dương Bách Xuyên đã trúng độc, đây còn là độc bản mạng của Nguyên Thần Huyễn Độc Lưu Ly. Không ai hiểu rõ trùng độc Lưu Ly của Nguyên Thần Huyễn hơn nàng. Đây là nọc độc tu luyện cả đời của Nguyên Thần Huyễn, nàng từng nghe lão ta nói, khi lão ta sử dụng tới trùng độc Lưu Ly bản mạng, địa tiên tam chuyển không gì sánh được, nhưng loại độc này không hề dễ dàng sử dụng như vậy, muốn dùng thì sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, ngược lại, một khi sử dụng thì sẽ có thể độc chết địa tiên tam chuyển, thậm chí là tứ chuyển. Mặc dù lão già không nói chi tiết độc Lưu Ly mạnh tới mức nào, nhưng Lục Yên chỉ biết, độc bản mạng của Nguyên Thần Huyễn không phải là thứ tầm thường. Hiện tại, không ngờ Dương Bách Xuyên lại trúng phải độc Lưu Ly, thực lực của Dương Bách Xuyên có mạnh tới đâu thì cũng không bằng địa tiên tam chuyển, trúng phải loại độc này chắc chắn sẽ chết. Lúc này, Lục Yên Chi có chút hoảng loạn, nàng cũng là độc tu, hơn nữa còn là đồ đệ của Nguyên Thần Huyễn, hoặc nói đúng hơn là đồ đệ cũ, nàng hiểu rõ loại độc này đáng sợ tới mức nào. Nhìn dáng vẻ trúng độc của Dương Bách Xuyên thì gần như đã đạt tới giai đoạn bùng phát, nếu như không thể khống chế. Hoặc kịp thời giải độc Lưu Ly trong cơ thể thì từ trong ra ngoài của Dương Bách Xuyên đều sẽ bị độc Lưu Ly thiêu đốt sạch sẽ, ngay cả nguyên thần cũng không thể trốn, cuối cùng chỉ có thể hồn bay phách lạc. Lúc này, Lục Yên Chi nhìn Dương Bách Xuyên đã bất tỉnh hoàn toàn, vẻ mặt nàng không ngừng thay đổi, lúc trắng lúc đỏ. Trong đầu nàng nhớ tới cách giải độc Lưu Ly mà Nguyên Thần Huyễn từng nói. Nàng nhớ nguyên lời của Nguyên Thần Huyễn là, nếu muốn giải độc Lưu Ly thì chỉ có hai cách. Một là chủ nhân của độc Lưu Ly đích thân giải. Hai là nếu sau này ách nan độc thể của con đại thành thì có thể hấp thụ độc Lưu Ly vào cơ thể, ách nan của con chính là độc thể bẩm sinh, trên thế gian này, thứ luyện hóa được độc Lưu Ly của vi sư không nhiều, ách nan độc thể có thể xem là một trong số đó, nhưng ách nan phải đại thành mới có thể hấp thu luyện hóa độc Lưu Ly, nếu cứ mạo hiểm thì sẽ gặp phải cắn trả chết không thể nghi ngờ. Lục Yên Chi nhớ rõ nguyên lời Nguyên Thần Huyễn từng nói với nàng. Nhìn Dương Bách Xuyên nằm dưới mặt đất, Lục Yên Chi cắn môi đưa ra quyết định, cứu Dương Bách Xuyên. Mặc dù nàng sẽ có chút khó tiếp nhận, nhưng nghĩ lại, trên chặng đường này, Dương Bách Xuyên luôn vì nàng mà đánh cược cả tính mạng, nàng trả giá thì có làm sao, cho dù vì vậy mà bỏ mạng thì nàng cũng không hối hận. Bị sư phụ Nguyên Thần Huyễn tính kế, người nàng xem như là thân nhân phản bội, với Lục Yên Chi mà nói, vết thương lòng này quá lớn. Nhưng Dương Bách Xuyên đã cho nàng hy vọng, tin rằng trên thế gian này vẫn còn tình yêu, nàng xem hắn như đại ca, là bạn hữu. Lục Yên Chi có thể cảm nhận được sự ấm áp từ Dương Bách Xuyên, lúc này xem ra chỉ có nàng mới có thể cứu được hắn, mặc dù bản thân nàng cũng không chắc mình có thể thành công hay không, nhưng dù sao thì cũng phải thử mới biết được. Chi chi.
Yên Chi cô nương, độc lưu ly là độc gì? Cô nương có thể giải được độc của chủ nhân ta không? Chồn nhỏ và thú ngũ hành lo lắng hỏi Lục Yên Chi, bọn họ vừa nghe được ba chữ, độc lưu ly, từ trong miệng Lục Yên Chi. Là một loại độc vô cùng nguy hiểm, đó là tinh hoa cả đời dùng độc của Nguyên Thần Huyễn, bây giờ ta muốn thử giải độc cho Dương đại ca, các ngươi đừng quấy rầy. Dứt lời, Lục Yên Chi ôm Dương Bách Xuyên rời đi, nàng đến một cung điện trong Bình Càn Khôn, đây là nơi tu luyện do Dương Bách Xuyên xây dựng. Chấm chấm chấm. Ngay sau khi Dương Bách Xuyên tiến vào trong Bình Càn Khôn, ở bên ngoài, Nguyên Thần Huyễn sai khiến Hắc Lân Mãng tấn công liên tiếp để mở cánh cửa đại điện. Nhưng kết quả, Nguyên Thần Huyễn phát hiện toàn bộ đại điện trống không, không thấy bóng dáng Dương Bách Xuyên đâu, thấy vậy thì lão ta nhíu mày, trùng độc bản mạng đã tìm tới nơi này, sẽ không thể nào sai được, nhưng lại không thấy người đâu. Hơn nữa, hơi tức của Dương Bách Xuyên cũng biết mất không còn chút nào. Đứng trước cửa đại điện, Nguyên Thần Huyễn thả trùng độc đi tìm một vòng, không thấy bất cứ hơi thở nào của Dương Bách Xuyên, giống như là hoàn toàn biến mất. Nguyên Thần Huyễn giận tím mặt, lão biết trên người Dương Bách Xuyên có pháp bảo động thiên, nhất định là hắn ta đã thu mình vào trong đó. Nhưng trong đại điện cũng không thấy có chỗ nào khác biệt, lão biết trong các pháp bảo động thiên sẽ có biến hóa, nếu Dương Bách Xuyên thật sự muốn trốn thì lão ta cũng không tìm được. Nguyên Thần Huyễn nhìn đại điện rộng lớn, lão ta ra lệnh cho Hắc Lân Mãng phá hủy cả tòa đại điện, cho dù là đào ba tấc đất thì cũng phải tìm cho ra Dương Bách Xuyên. Xì xì. Hắc Lân Mãng thè lưỡi, đứng thẳng người phun ra một ngụm khí độc khổng lồ, trong nháy mắt, toàn bộ đại điện bị độc Hắc Lân Mãng vây quanh, kiến trúc được xây dựng bằng bạch ngọc trở nên đen kịt, phát ra âm thanh răng rắc. Toàn bộ đại sảnh bị ăn mòn bởi khí độc của Hắc Lân Mãng. Kế tiếp, cái đuôi dài của Hắc Lân Mãng quét ngang. Ầm ầm ầm. Không đến 3 phút, toàn bộ đại điện đã bị Hắc Lân Mãng phá hủy hoàn toàn. Nguyên Thần Huyễn đánh một chưởng vào hư không ở đống phế tích, chân hỏa đang thiêu đốt trong lòng bàn tay, ngọn lửa bao trùm toàn bộ đại sảnh. Mục đích của Nguyên Thần Huyễn là đốt cho tới khi Dương Bách Xuyên chui ra ngoài, lão ta để Hắc Lân Mãng phá hủy đại điện. Còn bản thân thì dùng chân khí luyện hóa từng kiến trúc bên trong, lão không tin Dương Bách Xuyên còn có thể trốn. Dưới ngọn lửa thiêu đốt của Nguyên Thần Huyễn, đống phế tích từng chút hóa thành sương mù, tất cả đều bị luyện hóa. Theo thời gian trôi qua, những viên sỏi đá bạch ngọc ở phế tích dần thu nhỏ lại và luyện hóa. Đúng lúc này, ở mật thất nào đó nằm sâu dưới di tích thành cổ, một con thanh ngưu, nhưng lại không phải yêu thú thanh ngưu. Bỗng nhiên mở mắt. Chấm chấm chấm. Nguyên Thần Huyễn thôi động chân hỏa luyện hóa phế tích bên trong đại điện, cuối cùng, bên trong đống đổ nát, lão ta phát hiện ra một cái bình nhỏ, trên thân bình chứa đầy những hoa văn tinh xảo đậm chất cổ xưa, trông giống như một bình đan dược có kích thước nhỏ nhất, đây là thứ duy nhất mà lão ta tìm thấy mà không tương thích với đại điện. Lão híp mắt, phất tay cầm chiếc bình trong tay. Quả nhiên là như thế. Nguyên Thần Huyễn cầm bình nhỏ trong tay, vừa quan sát vừa lẩm bẩm, lúc này lão ta có thể xác định, không biết cái bình này được làm từ chất liệu gì, 89 phần đây chính là pháp bảo động thiên của Dương Bách Xuyên. Lúc đầu thì không hề phát hiện, bởi vì lão căn bản không cảm nhận được bất cứ khí tức nào đang dao động, nhưng hiện tại, khi cầm cái bình nhỏ trong tay, cuối cùng lão cũng biết cái bình này có chỗ không đúng. Cảm giác khi cầm nó trên ngón tay và sự bí ẩn của những hoa văn trên đó. Tất cả đã chứng tỏ sự khác biệt của cái bình nhỏ này. Thứ mà Nguyên Thần Huyễn đang cầm trong tay đương nhiên là bình càn khôn. Nguyên Thần Huyễn nheo mắt, lão siết chặt bình càn khôn, trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hơn nữa trong mắt của Nguyên Thần Huyễn, cái bình này quả thật không giống với những thứ khác, trong lòng nhận định đây chính là pháp bảo động thiên của Dương Bách Xuyên, hơn nữa còn là loại cực phẩm. Lão ta cũng không phải chưa từng thấy qua pháp bảo. Thân là trưởng lão của Thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần, đương nhiên có mắt nhìn, pháp bảo động thiên mà lão ta từng gặp đa số là nhẫn, hình dạng vòng tay gì đó, tương tự như dụng cụ lưu trữ pháp khí thông thường, nhưng không có thứ nào trong số chúng mang lại cho lão cảm giác đặc biệt như chiếc bình nhỏ trong tay. Nguyên Thần Huyễn biết pháp bảo động thiên thông thường cũng có vô số những không gian lớn nhỏ, bên trong tự hình thành một thế giới, pháp bảo càng cao cấp thì không gian càng lớn. Nghe đồn bên trong pháp động thiên cao cấp nhất giống như một thế giới nhỏ,
đâu chỉ rộng mấy vạn dặm, loại pháp bảo này có lẽ chỉ có vài thánh địa mới có được. Bây giờ quan sát chiếc bình nhỏ trong tay, Nguyên Thần Huyễn có cảm giác đây chính là pháp bảo động thiên cao cấp, chắc chắn đây là đồ trên người Dương Bách Xuyên. Tiểu tử, người có thông minh xảo trá tới đâu, chẳng phải cũng sẽ rơi vào tay lão phu hay sao, lần tay ta xem ngươi còn chạy đi đâu. Nguyên Thần Huyễn cười lạnh. Nếu như lão ta đoán không nhầm, lúc này cả Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi đều ở bên trong động thiên, mà hiện tại pháp bảo này lại bị Nguyên Thần Huyễn lão nắm trong lòng bàn tay. Mặc dù biết loại pháp bảo này cực kỳ hiếm thấy, nếu như nguyên chủ chưa chết thì rất khó mở được cửa vào, nhưng Nguyên Thần Huyễn cũng biết, điều đó chỉ đúng khi chủ nhân là tu sĩ cao cấp. Dương Bách Xuyên chỉ là một hợp thể đại viên mãn, dù cho hợp thể cảnh của tên tiểu tử kia vô cùng mạnh mẽ, nhưng dù sao thì cũng chỉ là tu sĩ hợp thể, mà lão ta lại là địa tiên tam chuyển, khoảng cách tu vi hai bên có thể nói là cách xa vạn dặm, Nguyên Thần Huyễn tin mình có thể mạnh mẽ mở cửa vào động thiên. Trong lòng suy nghĩ liền bắt tay vào làm, lão dồn pháp lực toàn cơ thể lên chiếc bình nhỏ trong tay. Hơn 10 phút sau, Nguyên Thần Huyễn từ bỏ. Lão phát hiện cái bình này không nhúc nhích tí nào, dù cho lão đã dốc toàn bộ pháp lực chân khí, cộng thêm cả sức mạnh thần hồn cường đại, thiêu đốt chân hỏa hay dùng độc tấn công, dùng hết các loại phương pháp nhưng cũng không có tác dụng. Nguyên Thần Huyễn biết không mở được, nhưng lão cũng hiểu, không cách này thì sẽ có cách khác. Bởi vì chỉ cần có pháp bảo động thiên trong tay thì sẽ không sợ Dương Bách Xuyên không xuất hiện, lão có thể chờ, chờ cho tới khi Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi ra ngoài. Hơn nữa Nguyên Thần Huyễn cũng không đợi không lão chuẩn bị bày bố độc trận, bỏ pháp bảo động thiên của Dương Bách Xuyên vào bên trong, cho tới khi nó hao mòn. Mặc dù không mở được nhưng hạ động hao mòn pháp bảo động thiên, khiến cho pháp bảo của hắn ta tràn đầy khí độc, hoặc là đốt cháy pháp bảo động thiên, đến khi đó. Thế giới bên trong pháp bảo này sẽ có một sức mạnh thiêu đốt khổng lồ, nếu cứ tiếp tục như vậy thì Dương Bách Xuyên nhất định sẽ bị ép ra ngoài. Nguyên Thần Huyễn lập tức bố trí trận thế, lão ta mất 3 ngày để dùng độ bản mệnh, lấy độc lưu lý để làm nền móng, trận pháp tích hợp phong ấn, khí độc, hỏa diễm, vì để gia tăng uy lực của trận pháp, Nguyên Thần Huyễn không tha cho cả Hắc Lân Mãng, nhét nó vào bên trong độc trận. Trong phạm vi 100 mét có một trận pháp độc lưu ly. Nguyên Thần Huyễn đích thân điều khiển trận pháp, sau khi khởi động trận pháp, khí độc không ngừng cuồn cuộn cùng chân nguyên chi hỏa, Hắc Lân Mãng phun nọc độc lên thân bình càn khôn. Làm theo cách này, cho dù không mở được pháp bảo động thiên thì lão ta có thể đưa những lực lượng không có lợi cho Dương Bách Xuyên vào bên trong bình càn khôn, mục đích cuối cùng của lão cũng chỉ là ép Dương Bách Xuyên ra ngoài. Nguyên Thần Huyễn có lòng tin, Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi nhất định sẽ bị lão ta ép ra ngoài. Bởi vì lão biết Dương Bách Xuyên còn đang trúng độc bản mạng lưu ly của mình, không có lão giải độc thì Dương Bách Xuyên chắc chắn, Nguyên Thần Huyễn tin không có ai là không sợ chết, đến khi đó Dương Bách Xuyên sẽ ngoan ngoãn ra ngoài cầu xin mình giúp đỡ. Lúc đó thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng. Lão ta sẽ khống chế Dương Bách Xuyên, cũng tìm được Lục Yên Chi, càng có thể khiến Dương Bách Xuyên ngoan ngoãn nghe lời, luyện hóa ách nan độc thể của Lục Yên Chi, lão sẽ đạt được mục đích cuối cùng. Ngồi trong mắt trận, Nguyên Thần Huyễn lẩm bẩm mấy câu, một tay thi triển pháp thuật, điều khiển trận pháp độc lưu ly, dây sau, khí độc, nọc độc và hỏa diễm đều ở trên bình càn khôn. Trong không gian hồ càn khôn, Lục Yên Chi mang Dương Bách Xuyên đến căn phòng được hắn xây dựng trong không gian hồ càn khôn. Lúc này ánh mắt của nàng ta vô cùng phức tạp, cả người có chút run rẩy, nhưng vẫn duỗi tay cởi quần áo của Dương Bách Xuyên. Bản chất của phương pháp giải độc cho Dương Bách Xuyên là mượn dùng thân thể ách nạn độc thể hấp thu độc trong cơ thể của Dương Bách Xuyên vào trong cơ thể của nàng ta, nhưng quá trình có hai loại. Loại đầu tiên, đợi sau khi ách nạn độc thể của nàng đại thành, trực tiếp hấp thu, nhưng hiện tại còn không biết lúc nào ách nạn độc thể của nàng ta mới đại thành. Chỉ còn lại loại phương pháp thứ hai, thông qua phương pháp thải dương bổ âm hấp thu độc lưu ly trong cơ thể của Dương Bách Xuyên. Loại phương pháp này không hạn chế tu vi, đây cũng là một loại mà Lục Yên Chi hoàn toàn có thể làm được. Nhưng hậu quả làm vậy là nàng ta sẽ bị chặt đứt tính mạng, bởi vì không có ách nạn độc thể đại thành, nàng ta không chịu nổi độc lưu ly của Nguyên Thần Huyễn. Nhưng vì cứu Dương Bách Xuyên, Lục Yên Chi chết cũng không tiếc, nếu không có Dương Bách Xuyên, nàng ta đã chết từ lâu, coi như báo ân cho Dương Bách Xuyên. Chậm rãi duỗi tay cởi quần áo của mình. Đỏ mặt nhào vào người dưới thân.
Vài phút sau cảnh tượng vô cùng nóng bỏng xuất hiện. Lục Yên Chi bắt đầu vận chuyển thuật thải dương cho Dương Bách Xuyên, hấp thụ độc lưu ly trong cơ thể hắn vào trong cơ thể của mình, sắc mặt ửng hồng mang theo thống khổ, âm dương bổ sung cho nhau, thống khổ chủ yếu đến từ độc lưu ly trong cơ thể của Dương Bách Xuyên, nàng ta chuyển tất cả độc tính lên trên người mình. Sau khi độc trong cơ thể của Dương Bách Xuyên hoàn toàn bị nàng ta hấp thu, hắn sẽ tốt lên. Nhưng không thể nghi ngờ, ách nạn độc thể chưa đại thành, Lục Yên Chi sẽ chết. Lục Yên Chi rất rõ ràng điều này, nàng ta rất rõ sau khi hấp thu sạch sẽ độc lưu ly trong cơ thể của Dương Bách Xuyên, đó cũng là lúc nàng ta hồn phi phách tán. Vì Dương Bách Xuyên, nàng ta không tiếc sự trong sạch và tính mạng của mình, nhưng Lục Yên Chi không hối hận, không nói đến việc báo ân, đây cũng là sự thể hiện tình cảm thân tình hữu nghị của chính mình cho đến nay. Đối với Lục Yên Chi, tình bạn tình thân cao hơn tất cả, ngược lại ở trong mắt nàng ta, tu chân tu vi lại là thứ yếu. Có thể cứu được Dương Bách Xuyên, nàng ta rất vui. Cảm giác hấp thu độc lưu ly trong cơ thể của Dương Bách Xuyên càng ngày càng nhiều, tình trạng cơ thể của Lục Yên Chi càng ngày càng không xong, độc lưu ly của nguyên thần huyễn không phải thứ hiện tại nàng ta có khả năng tiêu hóa. Hơn nữa nàng ta chính là ách nạn độc thể, thuộc tính giữa độc với độc khác nhau, sau khi va chạm sẽ chuyển thành trạng thái đồng hóa, ai cũng muốn cắn nuốt đối phương, đấu đá va chạm trong cơ thể sẽ tạo ra thương tổn rất lớn cho cơ thể. Lục Yên Chi bắt đầu thừa nhận nỗi thống khổ lớn gấp nhiều lần so với lúc Dương Bách Xuyên trúng độc, nhưng nàng ta cảm nhận được sau khi độc lưu ly trong cơ thể của Dương Bách Xuyên giảm bớt, biết cố gắng của mình không uổng phí, biện pháp này có thể thành công, chỉ cần hấp thu sạch sẽ độc lưu ly trong cơ thể của Dương Bách Xuyên sẽ không có việc gì. Nhưng kết cục nàng ta sẽ bị độc lưu ly cắn nuốt, cuối cùng hồn phi phách tán. Lục Yên Chi không hối hận, đây là điều nàng ta mong muốn. Nhìn sắc mặt Dương Bách Xuyên dần dần tốt hơn, cả người Lục Yên Chi không ngừng run rẩy, không dừng lại, tiếp tục hấp thu độc trong cơ thể của Dương Bách Xuyên. Nửa canh giờ sau, độc lưu ly trong cơ thể của Dương Bách Xuyên đã bị Lục Yên Chi hấp thu gần như không còn, sắc mặt Dương Bách Xuyên cũng khôi phục lại bình thường. Hơi thở sức sống đều vững vàng, lúc này Lục Yên Chi thở ra một hơi, dừng lại, mỉm cười, hấp hối nói, Dương đại ca. Cuối cùng Yên Chi cũng có thể giúp ngươi làm một chuyện. Cô nương ngốc, tội gì? Đúng lúc này bên tai Lục Yên Chi vang lên âm thanh của Dương Bách Xuyên, trong mơ hồ nàng ta thấy Dương Bách Xuyên mở mắt. Dương Bách Xuyên tỉnh, hoặc nói cách khác 10 phút trước hắn đã tỉnh, chẳng qua sau khi hắn khôi phục ý thức, mà sau khi tìm hiểu rõ tình huống, vội vàng tìm linh hồn Hắc Liên, bởi vì hắn biết hậu quả khi Lục Yên Chi làm như vậy. Không thể để mọi cố gắng của Lục Yên Chi trở nên uổng phí, cũng không thể làm Lục Yên Chi xảy ra chuyện. Sau khi độc lưu ly trong cơ thể bị Lục Yên Chi hấp thu, cuối cùng ý thức của Dương Bách Xuyên cũng có thể liên hệ được với nguyên thần, kết nối với linh hồn Hắc Liên. Những lúc này, Dương Bách Xuyên biết chỉ có linh hồn Hắc Liên thần bí khó lường mới có thể giữ được hắn và Lục Yên Chi. Trên thực tế, sau khi Lục Yên Chi hấp thu độc lưu ly, giữ mạng đã không thành vấn đề. Điều hắn lo nhất là Lục Yên Chi, Dương Bách Xuyên rất rõ ràng điều gì sẽ xảy ra khi ách nạn độc thể và độc lưu ly va chạm. Nếu không còn cách nào ngăn cản, ách nạn độc thể chưa đại thành, Lục Yên Chi chỉ còn con đường chết. Nhưng cho dù đánh cược mạng, Dương Bách Xuyên cũng sẽ không để Lục Yên Chi xảy ra chuyện. Trong lòng hắn rất cảm động, đồng thời cũng vô cùng hận nguyên thần huyễn. Đều do độc lưu ly của lão già nguyên thần huyễn. Nếu không Lục Yên Chi cũng sẽ không vì vậy mà mạo hiểm, đánh cược mạng của nàng ta. Lúc này Dương Bách Xuyên thầm thề, muốn băm xác nguyên thần huyễn ra thành ngàn mảnh. Nhớ lại vừa rồi ở trong biển ý thức, hắn quát to, Hắc Liên, ra đây. Ngay sau đó ánh sáng lập lòe trong không gian Hắc Liên, hóa thành một nữ tử, người tìm ta, nữ tử Hắc Liên hay còn gọi là linh hồn Hắc Liên, vẫn là biểu tình không chút gợn sóng dù trời đất sụp đổ đó. Lúc trước trúng độc, Dương Bách Xuyên không kết nối được với linh hồn Hắc Liên, lúc này phát hiện Lục Yên Chi không tiếc sử dụng biện pháp thải dương bổ âm vì cứu hắn, không tiếc sinh mệnh hấp thu độc trong cơ thể hắn vào trong cơ thể của nàng ta. Đối với linh hồn Hắc Liên, sắc mặt của Dương Bách Xuyên càng không tốt, vô nghĩa, tình huống hiện tại của ta thế nào ngươi không biết sao. Nhanh nghĩ cách, Lục Yên Chi không thể xảy ra chuyện, một tiểu cô nương như người ta không tiếc sinh mệnh cứu ta, ngươi thì sao?
Con mẹ nó, trên danh nghĩa ta còn là chủ nhân của ngươi, sao ngươi không biết ra tay cứu giúp lúc chủ nhân xảy ra chuyện chứ? Nếu không cứu được Lục Yên Chi, ta còn muốn ngươi làm gì? Nhanh lên, nghĩ cách cứu người đi. Như dự đoán của Dương Bách Xuyên, lời mắng của hắn không làm nữ tử Hắc Liên tức giận, giống như vĩnh viễn sẽ không tức giận vậy. Chờ Dương Bách Xuyên nói xong, nữ tử Hắc Liên mới mở miệng nói, ta muốn sửa đúng một chút, từ lúc ta thức tỉnh, ta đã bói rồi, giữa ta và ngươi là bình đẳng, hiện tại ngươi còn không phải chủ nhân của ta, ít nhất hiện tại ngươi không có tư cách làm chủ nhân của ta. Tiếp theo là Hồng Hoang Hắc Liên, là tinh linh trời sinh đất nuôi, không phải linh hồn pháp khí gì cả. Sau khi Niết Bàn tái sinh, ta có rất nhiều ký ức cần khôi phục, cho nên phần lớn thời gian ta ngủ say để tu dưỡng, ngươi xảy ra chuyện gì chưa chắc ta đã biết. Còn nữa, không phải chỉ là một cái độc lưu ly còn con thôi sao, ngươi không cần tức giận như vậy, theo ý ta, ngược lại cô nương kia nhờ họa được phúc. Yên tâm đi, ta yêu cầu mượn dùng lực lượng nguyên thần của ngươi để tu dưỡng, tất nhiên sẽ giúp người giải quyết một chút vấn đề. Tiểu cô nương kia là ách nạn độc thể, dưới tình huống chưa đến đại thành, hấp thu độc lưu ly sẽ bị phản phệ, mất mạng, nhưng ta có thể giải quyết giúp nàng vấn đề nhỏ này, trợ giúp ách nạn độc thể đại thành, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Có sự bảo đảm của linh hồn Hắc Liên, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng yên tâm, rời khỏi biển ý thức, dưới sự trợ giúp của Lưỡng Nghi Tử Phủ và Hắc Liên, kinh mạch bị độc lưu ly phá hỏng cũng được chữa trị. Thật ra đã không có độc lưu ly, chính hắn cũng có thể chữa trị. Khi ý thức của hắn trở về, cảm nhận được ánh sáng bộc phát vạn dặm của linh hồn Hắc Liên, cảm giác ấm áp truyền khắp toàn thân. Mơ mắt, nhìn Lục Tên Chi, nói một câu ngu ngốc, nhà đầu ngốc. Nhìn thấy da thịt trắng nõn nã ban đầu đã bị độc lưu ly ăn mòn hoàn toàn biến thành màu đen, Dương Bách Xuyên càng thêm đau lòng. Lục Yên Chi nhìn thấy Dương Bách Xuyên mở mắt, ý thức của nàng ta rơi vào trạng thái mơ hồ, chỉ để lại một nụ cười cho Dương Bách Xuyên rồi nhắm mắt lại. Dương Bách Xuyên dựa theo sự dặn dò của Hắc Liên, dùng ngón tay đặt vào giữa trán của Lục Yên Chi, lập tức một dòng khí bùng nổ truyền ra từ biển ý thức, tiến vào giữa trán của Lục Yên Chi. Hắn biết linh hồn Hắc Liên bắt đầu trợ giúp Lục Yên Chu, giúp nàng ta hoàn thành ách nạn độc thể, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần linh hồn Hắc Liên ra tay, Lục Yên Chi sẽ nhờ họa được phúc, ách nạn độc thể đại thành. Dương Bách Xuyên thu tay lại, cảm nhận được một luồng năng lượng sinh ra trong cơ thể của Lục Yên Chi, cuối cùng hắn cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hắn biết có Hắc Liên ra tay giúp đỡ, Lục Yên Chi không chỉ có thể giữ mệnh, còn có thể làm ách nạn độc thể đại thành. Đột nhiên Lục Yên Chi nghe thấy tiếng kinh hô ngoài cửa. Chi chi chi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 97.